Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Thiên Hải Tiên Đồ, tác giả Lạc Diệp Suy Phong. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ trà thuốc cho kênh thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 121 chuẩn bị cuối cùng. Lão giả một đạo pháp lực đánh đi vào. Ở giữa hạch tâm tấm chắn lập tức trôi nổi tại trước người, còn lại tứ phía cũng phân biệt trôi nổi tại bốn phía. Này liền cho thấy nguyên bộ pháp khí chỗ cường đại, phòng ngự càng thêm chu đáo chặt chẽ, lại có thể trước người không biết hai tầng phòng ngự. Lý Thanh tham dự lần hội đấu giá này mục đích chủ yếu chính là vì cái này, phòng ngự pháp khí. Thiên thủy kính hắn tính toán là một cái dự bị pháp khí, dù sao không tiện cầm ra. Bộ pháp khí này chân quý tin tưởng ta không cần nhiều giới thiệu, bích huyết huyền quy lá chắn giá khởi điểm. 7.000 mai hạ phẩm linh thạch các vị đạo hữu có thể ra giá, lão giả sau khi nói xong, mặt mỉm cười nhìn bốn phía. Kiện pháp khí này giá trị trên thực tế đã vượt ra khỏi luyện khí, tu sĩ có khả năng tiếp nhận phạm vi. Bất quá bởi vì những năm gần đây tông môn chiến tranh, chỉ cần là tham dự chiến đấu sống sót tu sĩ cơ hồ, cũng là gia sản phong phú hạng người. Bởi vậy trăm khí các mới có thể lựa chọn lấy ra kiện pháp khí này đấu giá. Nếu như đặt ở phía trước, kiện pháp khí này đoán chừng sau đó trúc cơ tu sĩ mới có tài lực mua sắm. 7.300 mai hạ phẩm linh thạch, một vị mặt đen tu sĩ bắt đầu lần đầu nếm thử ra giá. Lần này ra giá sau đó trực tiếp đem ở đây tất cả tu sĩ nhiệt tình một chút đốt, phần lớn người cũng là hiếu kỳ bốn phía quan sát, nhìn một chút kiện pháp khí này đến tột cùng có thể hoa rơi vào nhà nào. 7.500 mai hạ phẩm linh thạch, 7.600 mai hạ phẩm linh thạch, tràng diện trở nên nhiệt hỏa như đồ. 8.000 mai hạ phẩm linh thạch, Lý Thanh cố ý khàn khàn tiếng nói xuất hiện tại lầu một đại sảnh. Là trước kia vị kia ra tay cầm xuống Tử Vân Thúc Yêu thằng người, thật là hắn. Bốn phía thỉnh thoảng tu sĩ bắt đầu thấp giọng thảo luận. Phía trước Lý Thanh ra tay đã để một số người ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới kiện pháp khí này Lý Thanh vậy mà lại xuất thủ lần nữa. Trên đài đấu giá lão giả cũng là sửng sốt một chút. Liếc mắt nhìn Lý Thanh vị trí cùng với ăn mặc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra là vị kia con em đại gia tộc cũng không nói được, lão giả âm thầm thầm nghĩ. Đã có vị đạo hữu này ra được 8.000 mai hạ phẩm linh thạch. Còn có hay không vị đạo hữu kia tiếp tục ra giá, lão giả hồng quang đầy mặt la lớn. 8.000 mai hạ phẩm linh thạch đã đến bọn hắn trăm khí các tâm lý giá, giá cả càng cao bọn hắn tự nhiên lợi tức càng lớn. Lý Thanh ra giá sau đó tràng diện trở nên lãnh tràng một chút, sau một lúc lâu, một cái thanh thúy tịnh lệ âm thanh vang lên. 8.200 mai hạ phẩm linh thạch, lúc này lại là một vị trẻ tuổi thanh tú tu sĩ bắt đầu ra giá. Lý Thanh liếc mắt một cái lại còn là một vị đồng môn, bất quá đối với người cũng không hiểu rõ. Người này sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt để lộ ra vẻ mặt cao ngạo, xem trọng bộc lộ ra ngoài khí tức, cũng là một vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ, xem trọng khí tức cũng là thuộc về bên trong tồn tại cường đại. Luyện khí đỉnh phong tu sĩ đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất chính là thông thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ, phần lớn cũng là thiên tư phổ thông, thủ đoạn thiếu thốn hạng người. Loại tu sĩ này phần lớn chiến lực phổ thông, thủ đoạn cũng hơi đơn nhất. Loại thứ hai nhưng là luyện khí đỉnh phong bên trong cường hoành người. Chiến lực cũng thuộc về cùng giai khó mà ngang hàng người. Loại thứ ba, nhưng là Mộc Tử Ngọc phía trước nhắc nhở loại kia. Thuộc về tông môn nội bộ hạch tâm đệ tử, chịu đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có một chút vì tu luyện một loại bí thuật tận lực lưu lại luyện khí, kỳ rèn luyện pháp lực của mình. Dựa theo Lý Thanh suy đoán của mình, chính mình pháp tu thực lực, cũng bất quá thuộc về loại thứ hai bên trong tương đối thông thường. Chẳng qua nếu như tăng thêm Lý Thanh sau đó gia tăng thủ đoạn, cũng là thuộc về loại thứ hai bên trong đỉnh tiêm người. Dù sao thông thường luyện khí tu sĩ nhưng không có Lý Thanh mạnh mẽ như vậy tài lực. 8.500 mai hạ phẩm linh thạch, Lý Thanh quay đầu đi tiếp tục ra giá. Hắn chính là cố ý, để cho tu sĩ khác biết mình thái độ cùng với tình thế bắt buộc quyết tâm. Cái giá tiền này làm xong sau đó, trên tình cảnh dần dần lạnh nhạt lại. Nơi xa vị kia Thiên Thủy Ngự Linh Tông đệ tử cũng là, sắc mặt khó coi liếc Lý Thanh một cái. 8.700 mai hạ phẩm linh thạch, vị kia ngoại môn đệ tử nhìn vẫn như cũ không muốn từ bỏ. 9.000 mai hạ phẩm linh thạch, Lý Thanh thanh âm bình tĩnh lần nữa vang vọng đại sảnh, chung quanh vang lên một tràng thốt lên. Cái giá tiền này quả thực làm cho người điên cuồng. Phải biết một kiện thông thường cực phẩm pháp khí giá bán, cũng bất quá tại 15.000 mai linh thạch trên dưới. Lý Thanh đối với cái này không thèm để ý chút nào. Dù sao thích hợp mới trọng yếu, cực phẩm pháp khí tiêu hao, một cái luyện khí tu sĩ căn bản khó mà điều động, luyện khí đỉnh phong cũng giống vậy. Nhìn như kém một cấp, kỳ thực khác rất xa. Toàn bộ đại sảnh ước chừng qua một hồi cũng không còn ra giá, trên đài lão giả cuối cùng bắt đầu tuyên bố cuối cùng cái này, chân quý phòng ngự pháp khí thuộc về Lý Thanh.
Lý Thanh sự tình chẳng qua là lần hội đấu giá này ở giữa nhạc đệm. Đằng sau kéo dài đấu giá vẫn còn tiếp tục. Hắn đã sớm lặng lẽ rời đi phòng đấu giá. Dưới mắt mục đích của hắn đã đạt tới, còn lại còn có sự tình khác cần xử lý. Đi đến đấu giá hội hậu điện giao xong linh thạch sau đó, Lý Thanh cũng cầm tới chính mình bán đấu giá ba kiện vật phẩm. Sau đó Lý Thanh thân ảnh sáp nhập vào xung quanh dòng người. Dưới mắt trong tay hắn linh thạch còn thừa lại chừng 2 vạn, còn cần tiếp tục mua sắm bảo mệnh chi vật. Lý Thanh đã nghĩ kỹ đem chính mình trang bị đến tận răng. Chỉ để lại một điểm dự bị là được. Thân ảnh của hắn tiếp tục hướng về chỗ cần đến của mình đi đến. Sau một lát Lý Thanh đi tới một chỗ thiên phủ các. Ở đây chính là bán phù lục chỗ. Thiên lôi bí cảnh vốn là nguy cơ tứ phía. Phù lục có thể trở thành trực tiếp nhất thủ đoạn một trong. Ai cũng không thể có thể bảo chứng bên trong sẽ gặp phải gì tình huống. Tự nhiên cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý Thanh sau khi tiến vào, bên trong một cái luyện khí trung kỳ gã sai vặt tiến lên đón. Không biết đại nhân dự định mua sắm loại nào phù lục, chào đón thanh y gã sai vặt, một mặt ý cười hỏi. Nhất giai tinh phẩm phù lục Lý Thanh sau khi nói xong, người tới càng là gương mặt ý cười. Đại nhân mời tới bên này, liền vội vàng đem Lý Thanh nghênh đến một chỗ tinh xảo ưu nhã gian phòng. Không biết đại nhân muốn loại kia phù lục, Lý Thanh trên tay cầm lấy nam tử đưa cho bán vật phẩm danh sách. Trong đó địa diễm hỏa phù lục 5 cái, kim nguyên kiếm phù lục 5 cái, thiên địa thạch phù lục 5 cái. Lý Thanh vừa định nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy thanh y gã sai vặt đang ngơ ngác nhìn chính mình. Như thế nào, không có. Lý Thanh trong lời nói mang theo một chút không vui. Có tự nhiên là có, thanh y gã sai vặt lập tức trở lại bình thường, vội vàng nói. Đại nhân, tại hạ phải nhắc nhở ngài một chút, ngài chọn đây đều là nhất giai tinh phẩm phù lục. Thanh y gã sai vặt thận trọng nhìn xem Lý Thanh nói. Lý Thanh sau khi nghe xong trong lòng một trận, giờ mới hiểu được tới, chính mình lần này mua số lượng khá nhiều, có vẻ hơi đột ngột. Tại hạ gia tộc gần đây muốn mua sắm một nhóm tinh phẩm phù lục, gọi các ngươi trưởng quỹ đến đây đi. Lý Thanh nói xong liền buông ra ngọc trong tay sách. Vâng vâng, đại nhân chờ, tại hạ này liền đi mời chúng ta trưởng quỹ. Nam tử lập tức bước nhanh đi ra phía ngoài. Chỉ chốc lát công phu, một vị niên cấp khá lớn lão giả mang theo ý cười đi đến. Đạo hữu hảo, tại hạ thiên phủ các chủ con vạn còn lại. Chương 122 huyễn linh mặt nạ. Lý Thanh nhìn thấy thiên phủ các lão giả sau đó, đứng lên hành lễ. Vị lão giả này một thân thông thường đạo bào, thân hình gầy gò, cái cằm phía dưới có lưu trắng bệch sợi râu, nhìn rất có một chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người này cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Vạn các chủ, tại hạ thanh mục lần này chính là vì gia tộc mua sắm một chút phù lục, nghe nói tiểu hữu lần này mua sắm số lượng không nhỏ, nhất giai tinh phẩm phù lục đúng không? Con vạn còn lại vừa cười vừa nói. Chính là Lý Thanh gật gật đầu. Tại hạ dự định. Lý Thanh bắt đầu đem chính mình cần mua sắm phù lục nói ra. Cuối cùng sau khi thương nghị, Lý Thanh hết thảy mua địa diễm hỏa phù lục 5 cái, kim nguyên kiếm phù lục 5 cái, thiên địa thạch phù lục 5 cái, dây leo quấn quanh 5 cái. Những thứ này hết thảy hao tốn Lý Thanh 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch, tinh phẩm phù lục giá cả bình thường cũng là 500 mai hạ phẩm linh thạch, bởi vì chiến tranh nguyên nhân giá cả đều có nổi lên, bởi vì Lý Thanh muốn mua số lượng khá nhiều, hai người thương nghị phía dưới vẫn là dựa theo lúc đầu giá cả cho đến Lý Thanh. Sắp trước khi đi, Lý Thanh cắn răng một cái trực tiếp lần nữa mua 5 cái kim cương hộ thể phù lục. Cuối cùng tại trong ánh mắt kinh ngạc vạn các chủ, Lý Thanh giao dịch xong đứng dậy rời đi. Có thể nói ngoại trừ thủy hệ linh phù, Lý Thanh còn lại mấy loại toàn bộ mua mấy chương, vì chính là phong phú chính mình chiến đấu thủ đoạn. Nói thực ra nếu như không phải thiên lôi bí cảnh hạn chế, hắn ngược lại là muốn trực tiếp mua sắm nhị giai phù lục, dạng này an toàn của mình càng có cam đoan. Thiên lôi bên trong bí cảnh ngoại trừ hạn chế thực lực vượt qua luyện khí, tu sĩ tiến vào, còn có một chút chính là cơ hồ hoàn toàn cản trở giữa các thế lực lớn tính toán. Tại toàn bộ bên dưới đại trận mặt, một khi người sử dụng sức mạnh đạt đến nhị giai sau đó, liền sẽ dẫn tới thiên lôi đại trận công kích. Đây chính là nguyên anh tu sĩ đều khó mà phá vỡ đại trận, phổ thông tu sĩ trận pháp phía dưới tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói những thứ này, đem chiến đấu bên trong áp chế hoàn toàn ở luyện khí đẳng cấp so đấu. Dưới mắt có những bùa chú này sau đó, trong lòng của hắn cũng có sức mạnh. Đang tính toán rời đi trên đường, Lý Thanh mặt lộ vẻ suy tư. Tiếp lấy thân ảnh hướng về một nhà khác cao lớn xa xỉ cửa hàng đi đến. Sau một canh giờ, mũ rộng vành che chắn phía dưới Lý Thanh đã đi ra cửa hàng. Đi tới một chỗ bốn bề vắng lặng chỗ, Lý Thanh đem một cái màu bạc trắng mặt nạ đặt ở bộ mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt nạ hóa thành tại bộ mặt chậm rãi nhúc nhích Lý Thanh, chỉ cảm thấy một loại thanh lương chi ý không ngừng truyền ra. Một lát sau Lý Thanh cải biến một chút dấu vết sau đó hướng về nơi xa đi đến. Dưới nón lá mặt lại là đã đổi loạn một bộ gương mặt. Sắc mặt ngăm đen thần sắc thất thần, một tấm nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn thanh niên gương mặt. Vật này chính là Lý Thanh chuyến này một món cuối cùng thu hoạch. Vật này tên là huyễn linh mặt nạ,
chính là một kiện đặc thù dị bảo. Huyễn linh mặt nạ chính là dùng một loại cực kỳ đặc thù linh tài tự nhiên huyễn linh thạch chế tạo thành. Vật này đối với chiến lực không có bất kỳ cái gì để thăng, tác dụng duy nhất chính là để cho hắn đổi một bộ gương mặt. Cái này dị bảo cũng không phải là huyễn hóa ra tới gương mặt, mà là chân thực tồn tại. Món này dị bảo chỉ có thể mãi mãi huyễn hóa ra tới một khuôn mặt hơn nữa, không cách nào sửa đổi. Cùng giai bên trong không cách nào xem thấu mặt nạ ngụy trang. Vật này giá trị còn cao hơn quá một kiện thông thường thượng phẩm pháp khí, dùng đi Lý Thanh ước chừng 4.000 mai hạ phẩm linh thạch. Bất quá đây hết thảy nhìn trước mắt vẫn là đáng giá. Tiến vào thiên lôi bí cảnh sau đó, Lý Thanh sớm đã dự định vì mình lôi linh quyết, bắt đầu nhanh chóng tích lũy thiên lôi dịch, cứ như vậy sau này xung đột chắc chắn là tránh không được. Có bộ dạng này mặt nạ sau đó, Lý Thanh ra tay nhất định sẽ trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Cũng có thể cho hắn hóa giải không ít phong hiểm. Thời gian còn lại, Lý Thanh cũng mua sắm một chút dùng tu luyện đan dược, cùng với một chút giải độc đan các loại. Những thứ này chính là vì phòng ngự thú linh tông thủ đoạn. Chuyến này kết thúc về sau trong lòng của hắn sức mạnh lại đầy đủ mấy phần, vô luận là lúc trước mua pháp khí vẫn là, phù lục đều biết để cho chiến lực của hắn có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn tay linh thạch còn thừa lại hơn 5.000 mai hạ phẩm linh thạch. Nửa ngày sau, Lý Thanh hướng về tông môn chạy tới. Chuyến này sau đó hắn liền có thể tại thời gian còn lại lẳng lặng đứng chờ thiên lôi, bí cảnh mở ra. Tông môn nhiệm vụ đến lúc đó là từ tông môn xuất phát, sau này Mộc Gia cũng sẽ chủ động thông chi hắn bước kế tiếp tin tức. Thanh Vân Phong, trong động phủ, theo chung quanh cấm chế mở ra. Một cỗ linh lực màu xanh lam bắt đầu ở chung quanh bay lên. Lý Thanh dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem pháp lực của mình lại độ mài càng thêm hùng hậu. Bình tĩnh lại, cũng củng cố một chút thể tu vi, một cái búng tay. Hơn 4 tháng thời gian trôi qua, cái này ngày Lý Thanh từ trong động phủ đi ra. Hôm nay hắn thu đến Mộc Gia tin tức, mời hắn đi tới Mộc Gia phường thị tương kiến. Nghĩ đến hẳn là lúc trước nói liên quan tới chuyến này nghe được tin tức cần cho, đến hắn, ra động phủ sau đó, Lý Thanh hướng về ngoài đảo bên trong phường thị đi đến. Thiên Thủy Ngự Linh Tông, ngoài đảo phía trên có một cái địa thế tương đối hơi thấp thung lũng, tên là Tông Môn Giao Dịch Cốc, trong này tập trung cơ hồ ngoại môn phía trên tất cả giao dịch. Tông môn bên trong còn sẽ có một chút trúc cơ nội môn đệ tử, cũng tới này giao dịch, trung tâm nhất khu vực, một tòa cao lớn lầu các đứng sừng ở một đầu đại đạo phần cuối. Toàn thân thanh sắc huyền lâu hiển lộ ra hào khí trang nhã chi khí. Mộc các hai cái chữ to bắt mắt hiển lộ tại đầu cửa chỗ. Lý Thanh thân hình vừa đi vào trong đó, một đạo thân ảnh quen thuộc hướng về hắn đi tới. Lý đạo hữu, Mộc Tinh mặt nở nụ cười đi tới. Mộc sư tỷ Lý Thanh cười chào hỏi một tiếng. Lên lầu 2A, Tử Ngọc tộc tỷ đang trên lầu chờ lấy, hai người nói xong liền hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 một chỗ phòng rộng rãi bên trong, Mộc Tử Ngọc đang tĩnh tọa ở giữa vị trí trên ghế, hai bên phân biệt đứng ngồi 5 đạo bóng người. Hắn đi vào sau đó, mấy đạo nhân ảnh hướng về Lý Thanh nhìn lại. Lý sư đệ, mời ngồi. Mộc Tử Ngọc đứng người lên ra hiệu Lý Thanh ngồi xuống. Lý Thanh sắc mặt bình tĩnh ở phía sau tìm một cái ghế ngồi xuống. Dưới mắt đại gia đã đến đủ. Mộc Tử Ngọc ngồi ở vị trí trung tâm trước tiên mở miệng nói chuyện. Đây là lần này tham dự thiên lôi, bí cảnh chư thế lực lớn một chút rất có danh tiếng đệ tử, các vị sư đệ trước tiên có thể tìm hiểu một chút. Mộc Tử Ngọc vung tay lên một cái, mấy đạo ngọc giản phân biệt hướng về đám người bay đi. Lý Thanh đưa tay cầm qua ngọc giản, ánh mắt lại là hướng về chung quanh quét một vòng, nghe Mộc Tử Ngọc ý tứ, chung quanh mấy người cũng là Mộc gia chuyến này tham dự thiên lôi bí cảnh người. Phía dưới ngồi 5 người, bất lực ngoại lệ toàn bộ đều là luyện khí đỉnh phong thực lực. Thông qua khí hơi thở Lý Thanh có thể phát hiện, trong mấy người nhìn người người khí tức hùng hậu, không có một cái nào hạng đơn giản, xem ra hẳn là cùng giai bên trong cường giả. Hắn bắt đầu nhanh chóng ở bên trong đảo qua ngọc giản tin tức. Sau một lúc lâu sau đó, Lý Thanh thu hồi thần thức, bắt đầu lặng lặng ngồi ở một bên, trong lòng của hắn cẩn thận nhiều hơn mấy phần. Có thể nói có thể xuất hiện tại trong ngọc giản nhân viên, người người cũng là luyện khí bên trong tồn tại cường đại. Lý Thanh hơn nữa thấy được bản tông môn bên trong một chút rất có danh khí người. Chương 123 xuất phát. Chẳng lẽ Thanh Phong kiếm tử cũng muốn đi tới? Ngồi ở phía trước một vị tóc đỏ nam tử trung niên hỏi. Vị này tóc đỏ nam tử ngồi tại phía trước nhất, khuôn mặt thô cuồng, đầu đầy tóc đỏ tùy ý bay múa. Tán phát khí tức ẩn ẩn có một loại nóng bỏng cảm giác, nhàn nhạt sát khí không tự giác hiển lộ mà ra. Xem xét liền biết tại chiến trường kinh nghiệm rất nhiều chém giết. Đúng vậy, Thanh Phong kiếm tử chính là xem như tông môn đại biểu một trong đi tới. Mộc Tử Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu. Tóc đỏ nam nói tới chính là, trong ngọc giản ghi lại một vị môn nội rất có danh khí đệ tử, Thanh Phong kiếm tử. Một bộ lăng lệ Thanh Phong kiếm thuật dùng lô hỏa thuần thanh, ở ngoại môn bên trong rất có uy danh, thậm chí bị một vị bên trong cửa trưởng lão nhìn trúng, nghe nói một khi trúc cơ liền sẽ được thu vào môn tường.
ta xem các vị cũng đều là giữa hai bên cũng tương đối lạ lẫm, vừa vặn cho chư vị sư đệ lẫn nhau giới thiệu một chút, dù sao chuyến này có thể nói nguy hiểm trọng trọng, có cơ hội cũng có thể lẫn nhau hợp tác. Mộc Tử Ngọc nhìn xem mấy người lẫn nhau tương đối lạ lẫm, liền chủ động đứng người lên giới thiệu một chút bên trong năm người. Nàng đầu tiên là chỉ vào phía trước nhất một vị tóc đỏ nam tử trung niên. Vương Viêm, ngoại hiệu Hỏa Đồ. Tóc đỏ nam tử nhìn thấy Mộc Tử Ngọc đi tới trước mặt mình, lập tức đứng người lên không dám có chút khinh thường. Hỏa Đồ đứng người lên hướng về bốn phía ui rồi một lần tay không nói thêm gì. Hắn vốn là vì cho Mộc Tử Ngọc mặt mũi, đối với những người khác cũng không để ở trong lòng. Mộc Tử Ngọc nói xong Vương Viêm ngoại hiệu sau đó, Lý Thanh mới tính trong lòng có ấn tượng. Nghe nói trong ngoại môn đệ tử đem hai thế lực lớn, trong chiến đấu năm vị biểu hiện mắt sáng tu sĩ gọi là ngoại môn ngũ hổ. Hỏa Đồ chính là một trong số đó, danh xưng Hỏa Hổ. Mộc Tử Ngọc tiếp lấy sát bên giới thiệu còn lại bốn người, trong đó hai người là một đôi trẻ tuổi đạo lữ, nam hình thể hơi mập tên là Tại Hồng, nữ tướng mạo diễm lệ, chỗ cổ có một cái màu đen bọ cạp hình xăm, người này tên là Dư Linh. Lần này thiên lôi bí cảnh hành trình, hy vọng chư vị chiếu cố nhiều hơn, Tại Hồng mặt cười híp mắt cùng mấy người còn lại chào hỏi một tiếng. Đằng sau là một vị mặt đen nam tử trẻ tuổi tên là Đơn Ban Thưởng, nam tử khí chất lạnh lùng, một bộ người lạ chớ tiến dáng vẻ. Đến hắn sau đó, Đơn Ban Thưởng đứng lên lạnh lùng gật gật đầu không nói gì. Vị cuối cùng nhưng là tên là Mộc Huống nam tử. Mộc Huống tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, một mặt cao ngạo ngồi ở một bên, không có đem chung quanh người thả tại trong mắt. Hắn tùy ý ngồi ở trên ghế cung kỳ còn lại mấy người chắp tay, ngay cả thân thể đều chưa từng đứng lên. Mộc Huống chính là ta Mộc gia tử đệ, sau này còn cần chư vị sư đệ nhiều nâng đỡ. Mộc Tử Ngọc nhìn xem Mộc Huống, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bất quá nàng vẫn là cười đại biểu gia tộc nói ra những lời này. Mộc Huống là Mộc gia trong đó một cái chi mạch gia tộc tử đệ, thiên phú chính là thượng phẩm linh căn, tư chất khá cao. Hắn xuất thân trong đại gia tộc tâm cao ngạo đối với những người khác có chút khinh thường. Hắn chuyến này ngược lại không phải bởi vì trúc cơ đan, mà là bởi vì hắn xuất thân chi mạch đến là trong tộc địa vị không cao, chuyến này tham dự thiên lôi, bí cảnh chính là vì lần này bên trong bí cảnh rực rỡ hào quang, để cho gia tộc người viên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mộc Huống nhìn xem Mộc Tử Ngọc đầy đặn dáng người, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ có chính mình lần này có thể cầm tới cao danh lần, hậu kỳ gia tộc nhất định sẽ tài nguyên hướng về chính mình ưu tiên, đến lúc đó vị này tộc tỷ cũng không phải không có cơ hội tìm được. Trong lòng của hắn một hồi âm hiểm cười. Vị này là Lý Thanh sư đệ, đến phiên Mộc Tử Ngọc giới thiệu đến chính mình thời điểm, Lý Thanh đứng người lên hướng về mấy người còn lại mỉm cười hành lễ. Mấy người còn lại đều mang theo mấy phần vẻ tò mò nhìn về phía hắn. Bọn hắn đối với Lý Thanh rất là lạ lẫm, cũng chưa từng nghe nói liên quan tới Lý Thanh tình huống. Bất quá nếu là Mộc gia chọn chúng người nghĩ đến cũng là có mấy phần thực lực. Mộc Tử Ngọc giới thiệu xong xuôi sau đó, liền bắt đầu căn dặn thiên lôi bí cảnh một chút chú ý hạng mục. Cho chư vị sư đệ bên trong trên thẻ ngọc có một chút chúng ta giải địa đồ, thiên lôi bí cảnh tổng cộng chia làm hai khối khu vực, một khối khu vực gọi là sấm chớp mưa bão quần đảo, một khối khác nhưng là dẫn lôi quần đảo, cần thiết phải chú ý chính là thiên lôi bên trong bí cảnh, một khi tiến vào, tất cả mọi người chi vị đưa tất cả sẽ xuất hiện, tại sấm chớp mưa bão quần đảo ngoại vi, nhưng mà địa chỉ kỳ thực là không cố định bởi vì bí cảnh nguyên nhân, mỗi người sau khi tiến vào địa điểm đều sẽ có một chút khác biệt, chư vị sau khi tiến vào. Mộc Tử Ngọc bắt đầu giới thiệu một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lý Thanh mấy người không dám chút nào sơ suất, đều tại nghiêm túc nghe Mộc Tử Ngọc ở phía trên nói chuyện. Những tin tức này can hệ trọng đại, sẽ đối với bọn hắn tiến vào bí cảnh sau đó có trọng đại ảnh hưởng. Qua một hồi sau đó, Mộc Tử Ngọc lời nói kể xong liền để bọn hắn rời đi. Sau 7 ngày cần ở bên trong vụ đường tụ tập xuất phát. Bên trong ngồi mấy người cũng là riêng phần mình rời đi, xem ra mỗi người cũng không có liên hợp dự định. Đối với cái này Mộc Tử Ngọc ngược lại là không thèm để ý chút nào, mỗi một cái cùng giai bên trong cường giả đều có ngạo khí của mình cùng bí mật, chỉ cần có thể cầm tới thiên lôi dịch, Mộc gia sẽ không để ý đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn. Lý Thanh mặt mỉm cười rời khỏi nơi này. Hôm nay tới quả thật có thu hoạch, chẳng những cầm tới tiến vào thiên lôi, bí cảnh các đại thế lực hạch tâm đệ tử tin tức, thiên lôi bên trong bí cảnh một chút tin tức chi tiết đối với hắn, cũng có chút có lợi. Hắn chuyến này tiến vào vốn là vì đục nước béo cò. Tiến vào bí cảnh sau đó, chỉ là tất cả mọi người sẽ tiến vào một cái khu vực, nhưng mà vị trí cụ thể lại là ngẫu nhiên, đây là bởi vì bên trong bí cảnh không gian lực lượng dẫn đến. Còn có một cái 10 phần chuyện mấu chốt, có thể được đến thiên lôi dịch dẫn lôi đảo hết thảy có 24, những hòn đảo này vị trí cũng là ngẫu nhiên di động. Dẫn lôi đảo càng giống là một cái một kiện to lớn pháp khí, thông qua di động đem chung quanh thiên lôi chi lực dẫn vào, chuyển hóa làm thiên lôi dịch. Loại này tới. Tiến vào các đại thế lực nhân viên chắc chắn liền sẽ tương đối phân tán, hắn cướp được cơ hội liền gia tăng thật lớn.
đến là chỉ cần tránh đi một chút hạch tâm đệ tử, liền không có gì đáng ngại. Mặc dù lấy thực lực của hắn cũng không sợ những thứ này hạch tâm đệ tử, bất quá hắn mục đích của chuyến này là vì thiên lôi dịch, vẫn là lấy cướp đoạt thiên lôi dịch làm chủ. Chính hắn bản thân cần 36 tích, tăng thêm mộc gia cho ra điều kiện 8 giọt trở lên có thể giúp hắn cầm tới một cái tu luyện tứ đại công pháp danh ngạch. Hắn hết thảy cần cầm tới hơn 40 tích, đây chính là một cái 10 phần khoa trương số lượng. Sau 7 ngày, Lý Thanh trước kia từ động phủ xuất phát hướng về nội vụ đường chạy tới. Hôm nay chính là các đệ tử tập hợp thời gian, nghe nói là một vị tông môn nội bộ kim đan, chân nhân tự mình dẫn đội chạy tới thiên lôi bí cảnh. Cụ thể là vị nào trưởng lão trước mắt không biết được, đây cũng không phải là tham dự đệ tử có thể hỏi thăm tin tức. Nội vụ đường phía trước mặt quảng trường đã có không ít bóng người đứng ở nơi đó, đứng tại chỗ chờ. Phía trên đệ tử không có một vị phổ thông đệ tử người người, cũng là luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Lý Thanh vẫn là xem thường trong đệ tử ngoại môn hướng đạo chi tâm. Liền xem như biết rõ thiên lôi bí cảnh nguy hiểm, số đông tu sĩ vẫn sẽ lựa chọn sinh tử đánh cược một lần. Chỉ cần sống sót, liền có thể cầm tới trúc cơ đan. Tông môn ban thưởng vẫn là để vô số người hướng tới. Hắn thật sự xuất hiện nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh. Chương 124 Kiếm Ngọc Trưởng Lão. Nơi xa một bộ trường bào màu xanh sắc mặt anh tuấn tuổi trẻ nam tử hướng về quảng trường đi tới. Nam tử chậm rãi đi lại, chung quanh thân thể có nhẹ phẩy gió nhẹ lay động, tí ti khí tức sắc bén hướng ra phía ngoài bộc lộ mà ra. Lúc này chính là ngoại môn bên trong được hưởng danh dự Thanh Phong Kiếm Tử. Thanh Phong Kiếm Tử không có chút nào che giấu khí tức của mình, đi về phía trước nhất vị trí. Lý Thanh ở phía xa cha xét rõ ràng một phen. Quả nhiên không phải có tiếng không có miếng, thân thể chung quanh tán phát sức mạnh xem trọng yếu ớt lỗ mãng, kỳ thực có thể trong nháy mắt hóa thành kiếm sắc bén mang. Thần thức dò xét sau đó có thể rõ ràng cảm nhận được sắc bén phong mang. Hắn yên lặng đem người này đặc điểm nhớ kỹ trong lòng. Chuyến này tuy nói là ngũ đại thế lực bày ra cướp đoạt, nhưng tông môn nội bộ vẫn là cạnh tranh kịch liệt. Người này cũng có khả năng là sau này một cái đối thủ. Chỉ chốc lát công phu, người chung quanh ảnh dần dần nhiều hơn. Lần này tham dự bí cảnh người các đại thế lực cũng là tất cả 60 người, tổng cộng là 300 người tiến vào thiên lôi bí cảnh. Nhân viên thực lực cũng là tại luyện khí đỉnh phong. Lần này thiên lôi bí cảnh quy mô không thể bảo là không thịnh lớn. Đã tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là trúc cơ tu sĩ. Có thể đi đến tình trạng hôm nay mỗi một vị cũng là đều có thủ đoạn. Lý Thanh chủ yếu là quan sát mấy vị khí tức lạ thường người, danh, khí khá lớn ngoại môn ngũ hổ, hết thảy có 3 người tham dự. Ngoại trừ Lý Thanh thấy qua hỏa đồ, còn có một vị gánh vác một thanh khổng lồ huyết đao nam tử. Người này ngoại hiệu huyết đao, ngũ hổ một trong. Nghe nói có một người chính diện chém giết 2 vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ hơn nữa, đánh chết một người chiến tích. Một vị nhìn sắc mặt trắng bệch, tán phát khí tức lại là băng lãnh rét thấu xương nam tử trẻ tuổi, ngoại hiệu băng vương. Còn có một vị là bên hông vác lấy một cái thanh sắc hồ lô nhỏ, ngồi ở một bên thoải mái uống rượu nam tử trẻ tuổi. Người này khí tức nhìn cũng không nhô ra, bất quá Lý Thanh cường đại thần hồn ẩn ẩn cảm giác chuyện này, không giống mặt ngoài nhìn qua như thế phổ thông. Những người khác đều là một chút thông thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ, chung quanh nhiều người sau đó, tràng diện cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Một số người trực tiếp bắt đầu tụ tập cùng một chỗ kéo bè kết phái. Chuyến này thiên lôi bí cảnh nguy cơ tứ phía, nếu như là hành động chung tự nhiên là an toàn càng có cam đoan. Kẻ yếu giữa hai bên bão đoàn sưởi ấm đây là thiên tính. Phàm là Lý Thanh quan sát được thực lực không tầm thường người, cũng là một người đứng tại chỗ chờ. Bây giờ loại này cùng một chỗ thương lượng liên thủ kỳ thực ý nghĩa không lớn. Dù sao cũng là tiến vào thiên lôi bí cảnh sau đó, mỗi giữa đệ tử vị trí cũng có khác biệt. Liền xem như liên thủ, một khi gặp phải bảo vật cũng là tính kế lẫn nhau. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ một vị trúc cơ thực lực nam tử trung niên đi ra nội vụ đường. Người này sắc mặt trang trọng, cầm trong tay một cái thẻ ngọc màu trắng đi đến phía trước. Chu đường chủ, phía trước nhất đệ tử nhìn thấy nam tử trung niên sau đó nhao nhao hành lễ. Lúc này chính là nội vụ đường đường chủ Chu Đỉnh, là một vị trúc cơ hậu kỳ cường giả. Chư vị sư đệ, Chu mỗ bây giờ muốn tuyên bố một chút liên quan tới chuyến này nhiệm vụ tình huống. Lý Thanh cũng là ở phía xa nhìn xem một màn này, trước mắt liên quan tới tông môn khen thưởng hắn cũng chỉ là biết được sẽ có trúc cơ đan, ban thưởng còn lại tin tức không biết được. Chuyến này đi đến thiên lôi bí cảnh. Chu Đỉnh bắt đầu giới thiệu thiên lôi bí cảnh một chút tình huống, bất quá những thứ này Lý Thanh sớm đã từ mộc gia biết được. Vì lần này bí cảnh hành trình, tông môn cố ý ban bố mới ban thưởng quy tắc, phàm là tiến vào bí cảnh bình an đi ra giả. Tự động thu được một cái trúc cơ đan, trừ cái đó ra, thu được 6 giọt thiên lôi dịch người, trúc cơ sau đó tông môn tự sẽ cung cấp một kiện cực phẩm pháp khí, không đủ 6 giọt giả, tông môn tự sẽ cung cấp cống hiến tương ứng điểm. Lần này ban thưởng xếp hạng 3 vị trước đệ tử có thể thu được một cái di tích lệnh bài,
Chu Đỉnh lời nói sau khi nói xong, đệ tử chung quanh đã chậm rãi mở to hai mắt. Không ai từng nghĩ tới lần này, tông môn vậy mà lại lấy ra như thế chân quý bảo vật. Di tích lệnh bài kỳ thực là một cái đặc thù danh ngạch, nói một cách đơn giản chính là, có thể tiến vào tông môn nội bộ chiếm cứ di tích danh ngạch. Truyền thừa từ thượng cổ di tích, bên trong thường thường có cực lớn kỳ ngộ. Một chút trọng yếu bảo vật liền xem như bị tông môn cầm lấy, thế nhưng là trong đó một chút không cách nào di động bảo địa chính là, trở thành tông môn nội bộ chuyên môn bồi dưỡng đệ tử thiên tài chỗ. Chỉ có điều lần này không nghĩ tới tông môn vậy mà lại lấy ra di tích lệnh bài. Lý Thanh nhìn xem bên trong xuất hiện thực lực cường đại đệ tử, trong lòng dần dần hiểu rồi cái gì. Xem ra là có ít người đã biết được tin tức. Chu Đỉnh sau khi nói xong liền lặng lặng đứng tại chỗ giống như đám người chờ đợi chuyến này, kim đan trưởng lão. Sau một canh giờ, bên trong đảo phương hướng một đạo kiếm quang dâng lên chung quanh chậm rãi dâng, lên một loại mũi nhọn khí tức, xa xa kiếm quang càng lóa mắt, như thiểm điện hướng về đám người tới gần. Theo thời gian trôi qua, khí tức chung quanh đã biến càng cổ quái, chung quanh khí lưu phẳng phất đã hóa thành một đạo đạo lợi kiếm xuyên tới xuyên lui. Lý Thanh chính mình không khỏi thối lui về phía sau mấy bước. Hắn cẩn thận nhìn phía xa kiếm quang, sau một lát, kiếm quang lóe lên, một vị khí chất xuất trần nam tử phiêu phù ở trước mặt bọn họ trên không. Nam tử này nhìn 27-28 dáng vẻ, thân mang một thân nhìn mộc mạc áo xám trường bào, tóc mai như chồng quạ, mày kiếm tinh mâu. Nam tử cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở trên không, chung quanh không có một tia pháp lực, tựa như một cái không bảo kiếm ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể sẽ xé rách hết thảy chung quanh. Mặc dù kiếm ngọc trưởng lão không có sử dụng một tia pháp lực, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm thấy trực kích tâm thần phong mang. Cực lớn uy áp làm cho tất cả mọi người khó mà thở dốc. Lý Thanh trong lòng không chỉ có một tia hâm mộ, đây chính là kim đan tu sĩ chứng minh, không cần pháp lực vẫn như cũ có thể nhục thể ngự không phi hành. Khi tu sĩ đi tới một bước này, kỳ thực đã tương đương với trong một loại ý nghĩa khác sinh linh. Kim đan tu sĩ có thể đem linh khí trực tiếp luyện hóa bổ sung sinh cơ. Phất tay liền nắm giữ đủ để lớn lao pháp uy. Bọn hắn triệt để áp đảo vô số sinh linh phía trên, trưởng khống vô số sinh linh sinh tử. Kiếm ngọc trưởng lão vô số người bắt đầu cung kính hành lễ. Nguyên lai là hắn nghe được chung quanh xưng hô, Lý Thanh âm thầm thầm nghĩ. Vị này kiếm ngọc trưởng lão chính là Lý Thanh, bắt đầu ở Hoàng Ngọc Đảo nghe nói vị kia kim đan chân nhân. Chính là từ bắt đầu tiến vào tông môn chính là tuyệt đỉnh thiên tài kiếm si người. Cho tới hôm nay Lý Thanh vẫn như cũ khó mà quên ngay lúc đó một màn. Một đạo kiếm mang đem một vị tam giai đại yêu bại lui. Phân phó xong sao? Một tiếng thanh âm lạnh lùng từ không trung truyền ra. Khởi bẩm trưởng lão, đã toàn bộ phân phó xong. Thành Chu Đỉnh tại phía trước cung kính nói. Lên đường đi. Kiếm ngọc trưởng lão không có chút nào nói nhảm. Chỉ thấy hắn tự tay vung lên. Một cái phi kiếm màu bạc từ trong tay xuất hiện. Phi kiếm màu bạc xuất hiện tại sau đó, linh tính 10 phần bắt đầu quay chung quanh kiếm ngọc trưởng lão chung quanh xuyên thẳng qua. Vụt, vụt, từng đạo cường đại kiếm mang ba động hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chỉ một thoáng tất cả mọi người đều không khỏi lui về phía sau một bước. Lý Thanh chỉ cảm thấy mũi kiếm phẳng phất xuất hiện tại trước mặt một nửa, muốn đem chính mình đâm xuyên. Tốt, kiếm ngọc trưởng lão vung tay lên một cái, một đạo giống như thực chất pháp lực đánh tới. Chương 125 bí cảnh sơ hiện. Pháp lực tiến vào phi kiếm màu bạc sau đó, phi kiếm lập tức đình chỉ bay múa. Ông, phi kiếm màu bạc đón gió biến lớn, trong khoảnh khắc đã hóa thành một đạo dài ước chừng trăm trượng, bề rộng chừng mấy trượng cự kiếm bay trên không trung. Kiếm ngọc trưởng lão thân hình hóa thành một đạo hư ảnh xuất hiện tại mũi kiếm chỗ. Chư vị sư đệ lập tức bên trên linh kiếm, phía dưới do kiếm ngọc trưởng lão dẫn dắt đi tới thiên lôi bí cảnh sư sư. Phía dưới đầu tiên là hai vị trúc cơ tu sĩ bay đến kiếm lớn màu bạc phía trên. Hai người này chính là chuyến này phụ trách cụ thể sự vụ chấp sự. Hai vị trúc cơ tu sĩ, một người tên là Mộc Đơn Đỉnh, một người tên là Triệu Phi Vũ. Theo sát lấy phía sau một chút ngoại môn đệ tử bắt đầu hóa thành một đạo đạo độn quang hướng về kiếm lớn màu bạc bay đi. So sánh hai vị trúc cơ tu sĩ coi như thuận lợi rơi vào trên phi kiếm. Còn lại số đông đệ tử nhưng là độn quang run run từng bước duy gian. Loại này đến từ kim đan tu sĩ không tự giác tản mát ra khí tức, đối với trong lòng của mọi người tạo thành ảnh hưởng to lớn. Sau một lát, tất cả mọi người đã lên kiếm ngọc trưởng lão linh khí. Lý Thanh tùy tiện tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống. Hắn vừa rồi cẩn thận quan sát một phen, đám người trên thực tế không có chân chính ngồi ở đây kiện linh khí phía trên. Kiếm lớn màu bạc phía trên chính là dùng pháp lực đông lại che chắn, theo một đạo cực lớn che chắn đem mọi người bao khỏa trong đó. Kiếm lớn màu bạc hóa thành một đạo lợi mang biến mất ở trong phía chân trời. Đám người ngồi tại kiếm ngọc trưởng lão linh khí sau đó, liền nhìn thấy phía dưới cảnh sắc nhanh chóng hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thời gian trôi qua một ngày. Một ngày sau đó, đón mặt trời mới mọc mới lên. Kiếm lớn màu bạc ngừng lại, hai vị trúc cơ tu sĩ chủ động đứng lên. Chư vị sư đệ,
Dưới mắt chúng ta chỗ khu vực chính là thiên lôi bí cảnh chung quanh một mảnh hòn đảo. Đại gia tại trên đảo tìm một chỗ tĩnh tọa chờ đợi, các cái khác thế lực sau khi tới hành động chung. Nói xong, hai vị trúc cơ chấp sự liền dẫn lĩnh đám người hướng về phía dưới một cái đảo lớn rơi xuống. Hòn đảo này diện tích không lớn, lại là không có một ngọn cỏ. Trên đảo trải rộng sét đánh vết tích. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn tiếng sấm vang lên. Lý Thanh theo âm thanh nhìn lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Nơi xa xuất hiện mênh mông vô bờ mây đen. Trong mây đen, từng cái cực lớn lôi đình giống như lôi long, đồng dạng thỉnh thoảng tại trong mây đen hiển lộ. Ánh mắt sở trí đều là mây đen to lớn đem thiên địa kết nối, màu tím lôi long từ trên xuống dưới, hung ác hướng về mây đen bổ tới. Mênh mông vô bờ mây đen lộn mấy vòng liền đem lôi đình thôn phệ. Lý Thanh đứng ở đây, cho dù là khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại này hùng vĩ mênh mông thiên uy. Trong mây đen mỗi một đạo lôi đình tản ra khí, tức khủng bố đều không so kiếm ngọc trưởng lão yếu hơn nửa điểm. Chẳng thể trách phía trước tông môn tin tức nói là, liền xem như tông môn nội bộ nguyên anh, đại năng ra tay vẫn không có bài trừ trận pháp. Hắn thậm chí đang hoài nghi, vật này thật là trận pháp vẫn là tự nhiên hình thành vĩ lực. Lý Thanh nhìn về phía nơi xa, cảm giác chính mình giống như một con kiến hôi đồng dạng, bất luận cái gì một tia tiết lộ ra ngoài sức mạnh, cũng có thể để cho chính mình trở thành tro bụi. Thiên uy bất khả kháng. Bốn phía nhìn lại, chung quanh thậm chí không cảm giác được sinh linh vết tích. Hiện ra màu đen hải vực, to lớn biển khơi trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh giống như một mặt màu đen tấm gương. Thiên lôi bí cảnh ở vào Thiên Thủy Ngự Linh Tông cùng mặt khác thế lực lớn nhất địa hòa, môn phụ cận vị trí. Từ kiếm ngọc trưởng lão dùng thời gian một ngày mới có thể đuổi tới, cũng đủ để biết được, nơi đây khoảng cách tông môn vị trí tối thiểu nhất có mấy ngàn trong biển. Cái này cũng chưa tính là, không biết phải chăng là kiếm ngọc trưởng lão toàn lực gấp rút lên đường khoảng cách. Kim đan tu sĩ Lý Thanh trong lòng dâng lên nhàn nhạt mong đợi. Chung quanh 60 tên đệ tử phân bố tại hòn đảo một bên, bắt đầu lặng lặng đứng chờ, trong này tu sĩ có thể nói là thần thái khác nhau. Có đang nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ đợi, có nhìn phía xa sắc mặt cuồng nhiệt. Càng nhiều thì hơn là nhìn phía xa thiên uy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Rất nhiều người cũng là trước khi đến đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi giờ khắc này đi tới trước mắt thời điểm, vẫn là khó mà bình phục sợ hãi trong lòng. Vô luận là đối mặt không biết kinh khủng thiên lôi bí cảnh vẫn là tiếp xuống liều mạng tranh đấu, đều biết làm cho lòng người thái mất cân bằng. Mấy canh giờ sau đó, giữa không trung một đạo hắc ảnh bắt đầu từ từ lớn lên. Khi mọi người nhìn lại thời điểm, một cái cực lớn giao long xuất hiện trên không trung. Màu đen giao long dài ước chừng mấy chục trượng, thân thể cường tráng trên không trung nhanh chóng du động. Cực lớn vảy giáp màu đen, kinh khủng đầu lâu dữ tợn phía trên chiều dài một cái cực lớn tròn sừng. Lại là một cái đại yêu tồn tại, Lý Thanh trong lòng lẩm bẩm nói. Giống. Một tiếng vang trầm đục to lớn sau đó, màu đen giao long hướng về hòn đảo bay tới, giao long chậm rãi tới gần sau đó, mọi người mới nhìn thấy giao long trên lưng có mấy chục đạo thân ảnh, cùng lúc đó, còn chứng kiến một vị tu sĩ đứng ở đỉnh đầu giao long. Xem trọng trang trí chính là, trước kia cùng Thiên Thủy Ngự Linh Tông tu sĩ liều chết ngươi chết ta sống thú linh, tông nhân mã. Ồn ào phía trước kiếm ngọc trưởng lão lông mày nhíu một cái, vung tay lên một cái. Một đạo kiếm thật lớn mang hướng về màu đen giao long vọt tới. Kiếm mang khí quán như hồng, ngang hóa thành mấy trượng chặn ngang chém qua. Ha ha ha, nhiều năm không gặp, kiếm ngọc đạo hữu vẫn như cũ phong mang vẫn như cũ, một tiếng cởi mở cười to vang lên. Màu đen giao long phía trên nam tử trung niên trong nháy mắt xuất hiện, tại kiếm mang phía trước. Nam tử thân trên tại một khối không biết tên da thú khoác lên người, bên ngoài trần trụi da hùng tráng cơ bắp hiện đầy dị thú hình xăm. Giống một tiếng cực lớn hổ khiếu vang lên. Người khoác da thú nam tử trung niên một quyền hướng về kiếm mang đánh tới. Một cái máu đỏ đầu hổ từ nam tử nắm đấm bay ra, lập tức cùng kiếm mang đánh vào nhau. Oanh, tiếng va chạm to lớn để cho chung quanh phổ thông đệ tử đều không thể, không vận dụng pháp lực hộ thuẫn ngăn cản. Nhìn thấy chính mình phát ra kiếm mang bị ngăn lại sau đó, kiếm ngọc vốn định tiếp tục động thủ, dường như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lạnh nhạt không có tiếp tục ra tay. Kinh khủng giao long thân thể khổng lồ trên không trung uốn lượn khúc chiết rồi một lần, rơi vào hòn đảo một bên khác. Mấy cái kia thế lực làm sao còn chưa tới. Thú Linh Tông dẫn đầu kim đan tu sĩ mặt lộ vẻ bất mãn nói. Nhìn thấy kiếm ngọc không để ý đến chính mình, nam tử cũng không thèm để ý chút nào, ngồi tại đỉnh đầu giao long. Một đôi mắt hổ mắt to tùy ý nhìn bốn phía. Xem ra kiếm ngọc đạo hữu nhiều năm không gặp thực lực đại trướng. Xem ra cách cái tiếp theo bình cảnh kỳ cũng cách biệt không xa. Kiếm ngọc không có trả lời, yên tĩnh hai mắt nhắm nghiền. Hai phe phía dưới đệ tử tự nhiên cũng không dám lên tiếng, nhìn xem hai vị kim đan tu sĩ. Lý Thanh nhìn thấy Thú Linh Tông nam tử trung niên giọng nói chuyện, trong lòng có chút kinh ngạc. Vốn hẳn nên nước lửa không dung song phương, Thú Linh Tông tu sĩ lại nhìn có chút tự nhiên.
nghĩ đến phía trước hẳn là cũng ra cùng Kiếm Ngọc trưởng lão nhận biết. Không cẩn thận nghĩ cũng là, song phương đại chiến cũng chỉ bất quá hạn chế ở dưới mặt đệ tử, đối bọn hắn mà nói, đệ tử bình thường chết sống tự nhiên ảnh hưởng không lớn, chung quanh đột nhiên lại bắt đầu một hồi sao động. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn lên, một đóa cực lớn tử vân từ không trung bay múa mà đến. Tử vân vừa đi vừa về phiên động, bên trong lộ ra không ít người ảnh, xem ra là Tím Vân Tông tu sĩ. Chương 126 mở ra bí cảnh. Cái này tử vân chính là Tử Vân Tông nội bộ một lớn bí thuật. Cực lớn tử vân đến hòn đảo bầu trời sau đó, một vị thân mang đạo bào màu tím gầy gò lão giả xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Vị lão giả này cũng là một vị khí tức cường đại kim đan chân nhân. Sau lưng lão giả chính là Tử Vân Tông đông đảo đệ tử. Tử vân bị lão giả thu hồi sau đó, đằng sau đứng yên đệ tử cũng nhao nhao hướng về hòn đảo một bên rơi xuống. Lý Thanh liếc nhìn lại, Tử Vân Tông đệ tử bình thường đạo bào đều là màu tím nhạt. Đệ tử trong môn phái liếc nhìn lại phần lớn tất cả đều là tướng mạo xinh đẹp mỹ lệ người, thậm chí để cho Lý Thanh kinh ngạc. Khói tím đạo hữu như thế nào mới đuổi tới? Thú Linh Tông cái vị kia nam tử trung niên ngôn ngữ mang theo bất mãn hô. Thú Cuồng đạo hữu, Tử Viêm đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Thú Linh Tông Thú Cuồng gật đầu thăm hỏi. Về phần hắn vấn đề trực tiếp bị Tử Viêm đạo nhân coi nhẹ đi. Nghĩ không ra chuyến này lại là Kiếm Ngọc đạo hữu dẫn đội, Khói Tím đạo nhân mỉm cười nhìn Kiếm Ngọc nói. Kiếm Ngọc nhàn nhạt gật đầu một cái hành lễ, không có đáp lời. Tử Viêm đạo nhân cười ha ha một tiếng, không có để ý, dường như là đã sớm giải Kiếm Ngọc tính khí. Lý Thanh nhìn đến đây cũng liền minh bạch, tựa hồ mấy thế lực lớn cường giả đỉnh cao đã sớm là quen biết. Bất quá cái này cũng bình thường, xem như toàn bộ Hạo Nguyên Hải vực, truyền thừa đến nay ngũ đại thế lực ở giữa ngoại trừ lợi ích ma sát, giữa hai bên hợp tác cũng không ít. Kim đan tu sĩ thọ nguyên hơn 500 tái, thời gian dài rằng giặc bên trong, chỉ có cùng giai tu sĩ có thể lẫn nhau luận đạo, tự nhiên gặp rồi nhiều lần, sau nửa canh giờ. Một cái cực lớn màu đỏ thắm hồ lô linh khí cũng xuất hiện trên không trung. Địa hỏa môn đệ tử nhao nhao rơi xuống. Dẫn đầu là một vị sắc mặt đỏ thắm nam tử trung niên. Vị này kim đan tu sĩ tên là Thanh Hỏa đạo nhân. Thanh Hỏa đạo nhân cùng mấy người còn lại chào hỏi một tiếng sau đó, liền tại chỗ ngồi xuống. Địa hỏa môn đệ tử cùng một áo bào cũng là thổ hồng hai loại màu sắc giao nhau. Lý Thanh đối với địa hỏa môn chỉ là có một chút trụ cột hiểu rõ. Nghe nói địa hỏa môn đệ tử phần lớn tính cách táo bạo hạng người. Cái này cũng cùng bọn hắn tu luyện công pháp có liên quan. Nghe nói tại địa hỏa trong môn phái, ngoại trừ thể chất đặc biệt, được coi trọng nhất chính là thổ hỏa song hệ linh căn. Hai loại linh căn người có thể tu luyện môn nội cường đại nhất công pháp truyền thừa. Bởi vì tại chỗ có các đại kim đan chân nhân, Lý Thanh cũng không dám bốn phía nhìn loạn, tiếp tục tại chỗ an tĩnh chờ đợi. Bây giờ còn kém cái cuối cùng tông môn quy nguyên, kiếm tông đây là một cái lấy kiếm tu vi chủ tông môn. Căn cứ hắn tự mình hỏi thăm tin tức. Quy Nguyên Kiếm Tông mới là toàn bộ Hạo Nguyên Hải vực chân chính thế lực bá chủ, cũng là ngũ đại thế lực bên trong thực lực cường đại nhất tông môn. Quy Nguyên Kiếm Tông thế lực chính là ở vào tối tới gần ngoại hải kiếm vực quần đảo. Có thể nói lấy Quy Nguyên Kiếm Tông làm chủ, các đại thế lực liên thủ đem kinh khủng yêu thú ngăn đón đến ngoại hải, lúc này mới có nội hải ổn định. Thời gian lần nữa đi qua hai canh giờ sau đó, cuối cùng xuất hiện Quy Nguyên Kiếm Tông từ đằng xa trên không hiển lộ. Hô, hô. Một cỗ kiếm thật lớn đạo dòng lũ hướng về hòn đảo lao đến. Dẫn đầu là một đạo bạch y thân ảnh tu sĩ, dưới chân đạp một cái thanh sắc xưa cũ phi kiếm. Phía sau nàng lại là có vô số đạo kiếm khí đi theo. Từng đạo kiếm khí phía trên cũng đứng thẳng một cái đeo kiếm tu sĩ thân ảnh. Lúc này còn lại mấy thế lực lớn đầu lĩnh kim đan tu sĩ nhao nhao đứng người lên. Xem bọn họ thái độ, hẳn là người tới có lai lịch lớn. Kiếm đạo dòng lũ tới gần sau đó, Lý Thanh thấy rõ ràng dẫn đầu lại là một vị nữ tính kim đan chân nhân. Quy Nguyên Kiếm Tông kim đan nữ tu sĩ, nhìn niên kỷ 27-28, nhạt quét nga mi khí chất thoát tục. Nếu giống như thành tân thoát tục tiên tử nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiền linh đạo hữu còn lại mấy thế lực lớn kim đan chân, nhân nhao nhao hành lễ. Liền phía trước thần sắc lãnh đạm Kiếm Ngọc cũng là đứng lên. Các vị đạo hữu hảo, tiền linh cùng mấy người gật đầu hành lễ. Thực sự là không có nghĩ đến, nhiều năm không gặp, tiền linh đạo hữu vậy mà chạy tới chúng ta phía trước, Tử Viêm đạo nhân cảm khái nói. Trong mắt của hắn để lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Lúc đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiền linh thời điểm, hắn đã là một vị kim đan tu sĩ, mà lúc đó tiền linh bất quá là trúc cơ tu vi. Dưới mắt chính mình còn kẹt tại kim đan trung kỳ, tiền linh cũng đã tiến nhập kim đan hậu kỳ tu vi. Huống hồ kiếm tu kim đan hậu kỳ xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, có thể nói cùng nhau tiến vào kim đan hậu kỳ chiến lực đủ để sánh ngang kim đan hậu kỳ lâu năm cường giả. Chỉ là hơi có thu hoạch, tiền linh bình tĩnh nói. Lý Thanh quan sát đến Quy Nguyên Kiếm Tông phía sau đệ tử, những người này người người cũng là khí thế lăng lệ hạng người.
Không hổ là Hạo Nguyên Hải vực đệ nhất đại tông môn, những đệ tử này bên trong rất ít nhìn thấy thông thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Lý Thanh trong lòng lẩm bẩm, xem ra chuyến này quả thật là cạnh tranh kịch liệt. Mấy vị đạo hữu, dưới mắt thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta cùng một chỗ mở ra thiên lôi bí cảnh tiền linh. Sau khi nói xong, mấy người nhao nhao gật đầu. Năm vị kim đan tu sĩ riêng phần mình tế ra pháp khí hướng về phía trước bay đi. Đi tới khoảng cách hòn đảo đếm trong biển sau đó. Tiền linh đầu tiên từ trên người lấy ra một khối nửa hình cung màu đen mâm tròn, xem trọng bộ dáng chỉ là một loại nào đó bảo vật một phần trong đó. Sư, màu đen mâm tròn phiêu ở không trung, một chút xíu màu đen lôi điện bắt đầu ở phía trên xuyên tới xuyên lui. Mấy người còn lại phân biệt lấy ra cùng trong tay tiền linh, giống nhau chi vật hướng về trên không ném đi. Ầm ầm, kéo dài không ngừng tiếng oanh minh để trong này khí tức khủng bố tràn ngập. Năm cái kim đan tu sĩ, trong tay màu đen mâm tròn bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm sau đó. Năm kiện màu đen mâm tròn bắt đầu ở dung hợp lại với nhau, một cỗ cực lớn khí tức khủng bố từ không trung màu đen mâm tròn bên trong bắn ra. Cho dù là cách biệt đếm trong biển, hòn đảo bên trong đông đảo đệ tử vẫn như cũ cảm nhận được một loại nhiếp nhân tâm phách uy áp. Cổ lực lượng này bản chất thậm chí từ mức độ nào đó tới nói đã vượt qua kim đan tu sĩ sức mạnh. Cái này chuyên môn vì phá vỡ thiên lôi bí cảnh chung quanh đại trận màu đen vòng tròn luyện chế chính là nguyên anh tu sĩ ra tay luyện chế mà thành. Ngũ đại thế lực tất cả lấy thứ nhất tương đương với cùng một chỗ trưởng khống cái này dị bảo. Màu đen mâm tròn trôi nổi tại trên không, nhanh chóng xoay tròn. Diện tích của nó biến càng lúc càng lớn, thời gian trong nháy mắt đã hóa thành một cái bề rộng chừng mười mấy trượng màu đen cự luân. Chư vị cùng một chỗ phát lực, tiền linh đứng ở chính giữa vị trí, còn lại bốn người lộ ra nửa hình cung, đồng thời đem thể nội pháp lực hóa thành một đạo màu sắc khác nhau pháp lực dòng lũ hướng về màu đen cự luân mạnh vọt qua. Một đầu cường trắng pháp lực đông lại trường hồng đem năm người cùng màu đen cự luân nối liền cùng một chỗ. Ông màu đen cự luân bắt đầu trên dưới rung động. Một thoáng thời gian, nhất đạo kinh khủng năng lượng màu đen bắn về phía trước, nhất sấm chớp rền vang cực lớn mây đen. Nguyên bản ngưng kết ở chung với nhau, mây đen bị ngạnh sinh sinh ép ra xuất hiện một cái lối đi. Thông đạo chung quanh màu tím lôi đình không ngừng du động, thông đạo nội bộ nhưng là vô cùng yên tĩnh. Năm vị kim đan chân nhân mỗi người trong tay bóp một cái pháp quyết, màu đen cự luân dần dần bình tĩnh trở lại. Màu màu chung quanh truyền đến một hồi dồn dập tiếng thúc giục âm. Lý Thanh xem xét chính là trước kia dẫn đội hai vị trúc cơ tu sĩ. Chương 127 ma tu dấu vết. Thiên Thủy Ngự Linh Tông, hai vị trúc cơ tu sĩ nhanh chóng đem Lý Thanh bọn người tụ tập cùng một chỗ. Phía dưới lập tức hướng về mấy vị trưởng lão mở ra thông đạo nhanh chóng tiến độ. Chú ý, lần này bí cảnh thời gian chỉ có một tháng, sau một tháng thông đạo lần nữa mở ra, các ngươi liền có thể thông qua thông đạo trở về. Một khi bỏ lỡ, kết quả không cần ta nhiều. A, một tháng này bên trong, thiên lôi bên trong bí cảnh trận pháp là nhất là thời gian hỏa hoãn, thời gian vừa đến lần nữa trở thành lôi minh địa ngục. Tin tức cụ thể đã sớm giao phó cho các ngươi, mau mau xuất phát. Hai người nhanh chóng giao phó vài câu, liền lập tức mang theo 60 tên đệ tử tiến vào bên trong. Đang lúc Lý Thanh bọn hắn hướng về thông đạo tiến lên thời điểm, mặt khác mấy thế lực lớn cũng là nhao nhao hướng về thông đạo mạnh vọt qua. Lúc này, rộng lớn thông đạo lập tức trở nên chật trội. Lý Thanh không nhanh không chậm đi theo đội ngũ bên trong. Ánh mắt nhưng là không ngừng nhìn về phía chung quanh thế lực khác đệ tử. Đồng thời đem hắn cùng Mộc Gia cung cấp trong ngọc giản tin tức từng cái thẩm tra đối chiếu. Nhìn một chút có người nào là cần sớm cảnh giác. Lần này đã thông đạo sau là thiên lôi bên trong bí cảnh một khối khu vực. Tất cả mọi người tiến vào đều biết ngẫu nhiên rơi vào khu vực phụ cận trong đó một chỗ. Trở về thời điểm, thông đạo cũng là ở mảnh này khu vực xuất hiện, đến lúc đó theo thông đạo trở về liền có thể. Lý Thanh hướng về trong thông đạo tiến vào thời điểm, nhìn thấy chung quanh từng đạo cỡ thùng nước lôi điện không ngừng trượt xuống, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là không có thông đạo ngăn cách phía ngoài lôi điện, đám người chỉ sợ là lập tức hóa thành bụi. Cùng Lý Thanh tâm tình khác biệt, thân thể của hắn cảm nhận được chung quanh dày đặc trong sấm sét lại là rất hưng phấn. Tại loại này tình huống phức tạp phía dưới, hắn cũng chậm chậm đi tới mở miệng. Thông đạo ra tay là một mảnh mây đen bao phủ, Lý Thanh bước về trước một bước sau đó, lập tức biến mất ở cửa thông đạo chỗ. Sau một lát, ngũ đại thế lực tất cả mọi người đều đã tiến vào bên trong. Năm vị kim đan tu sĩ cũng lập tức thu hồi pháp lực của mình. Mặc cho màu đen mâm tròn trên không trung trôi nổi, chung quanh thông đạo đã tiêu thất. Năm người cũng không có nói gì, riêng phần mình quay trở về hòn đảo lặng lặng ngồi xuống. Vừa mới chỉ trong chốc lát này đã đem trong cơ thể của bọn họ pháp lực rút ra hơn phân nửa. Bọn hắn cần nhanh chóng khôi phục pháp lực, chờ đợi sau một tháng lần nữa mở ra thông đạo, thiên lôi bí cảnh mặt sau. Khoảng cách Lý Thanh bọn hắn phía trước chờ đợi trên hòn đảo trong ngàn biển, hải lý trên mặt biển. Một đám người mặc trường bào màu đen bóng người trên không trung trôi nổi.
Trong đám người này toàn bộ đều là đen ngoại hình bao phủ tại khói đen phía dưới. Xuyên thấu qua khói đen ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu đen thâm thúy, trên trường bào mặt ấn khắc có vô số diện mục dữ tợn ác linh. Tại pháp lực phụ trợ phía dưới, kinh khủng ác linh như ẩn như hiện, giống như là có sinh mệnh. Âm Phong trưởng lão chuẩn bị xong chưa? Bọn này người mặc màu đen ác linh trường, bào bóng người phía trước đứng thẳng có ba đạo tản mát ra khí, tức khủng bố bóng người. Ở giữa nhất cái vị kia trước tiên quay đầu nhìn về phía một bên người. Đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa khặc khặc, nói xong phát ra một hồi tiếng cười quỷ dị. Nhiệm vụ chuyến này chỉ có một cái, đó chính là đem 5 đại tông môn tất cả mọi người chôn tại thiên lôi ở trên đảo, dùng máu tươi của bọn hắn chúc mừng thánh tông hàng thế. Ở giữa đạo nhân ảnh kia đang khi nói chuyện tràn đầy bá khí cùng lạnh nhạt. Ha ha, đoán chừng bọn hắn sẽ không biết được, thiên lôi đảo cũng có thể có khác biệt lối vào, người bên phải ảnh cười lạnh nói. Hừ, bất quá chỉ là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn há có thể cùng chúng ta thánh giáo đánh đồng, chờ chúng ta chính thức trở về, vùng biển này chính là chúng ta đặt chân căn cơ. Ha 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 ha, dường như là nghĩ tới ngũ đại thế lực toàn quân bị diệt tràng cảnh. Nam tử ở giữa phát ra cười to một tiếng. Lập tức bắt đầu, ta muốn để tất cả mọi người bọn họ hóa thành quỷ linh trở thành chúng ta quân lương. Ở giữa màu đen tu sĩ sau khi nói xong. Một bên tu sĩ lập tức lấy ra một cái màu đen đầy ma văn dạng kim bảo vật. Chỉ thấy hắn tự tay vung lên. Bảo vật lập tức trên không biến lớn, hóa thành một kiện mấy chục trượng lớn nhỏ dị bảo. Bắt đầu đi, nam tử ở giữa sau khi nói xong. Thể nội lập tức tuôn ra một cỗ đen như mực sức mạnh, hai người bên cạnh cũng giống như vậy, bất quá chỉ là sức mạnh cường độ yếu hơn ở giữa người. Hô, hô, hấp thu toàn bộ pháp lực sau đó. Dạng kim bảo vật màu đen chung quanh lập tức xuất hiện đại cổ sương mù màu đen. A, từng tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết từ trong khói đen phát ra. Bên trong dần dần xuất hiện từng cái sắc mặt dữ tợn nhân loại gương mặt. Ta thật hận hung ác, tiếng kêu thảm thiết trực khiếu nhân tâm sinh sợ hãi. Bất quá chung quanh đám người này ảnh rõ ràng 10 phần thích ứng chuyện này, không có phát ra một tia âm thanh. Thật đúng là đáng tiếc những linh hồn này, khắc khắc không cần nói nhảm. Lập tức bắt đầu ở giữa áo bào đen tu sĩ sau khi nói xong, trong tay bóp một cái thần bí pháp quyết, ba người lập tức ở trên không xếp bằng ở cùng một chỗ. Màu đen dạng kim dị bảo tại ba người điều khiển phía dưới, hóa thành một cái cự đại bóng tối hướng về trước mặt đại trận bỗng nhiên cắm vào. Xùi, xùi, a. Quỷ vân vòng quanh dị bảo bắt đầu cùng đại trận bỗng nhiên đánh vào nhau. Không có tiếng vang ầm ầm, chỉ có màu đen dạng kim dị bảo không ngừng ăn mòn đại trận âm thanh. Mở một tiếng bá khí hét lớn sau đó, sử dụng bảo vật đột nhiên hướng bốn phía bắt đầu căng phồng lên tới. Phanh, một tiếng vang trầm sau đó. Màu đen dạng kim pháp khí nổ tung lên, hóa thành quỷ dị sương mù màu đen trực tiếp đem đại trận ăn mòn ra một cái động lớn. Mau mau, lập tức tiến vào mắt thấy thiên lôi đảo chung quanh đại trận bị phá ra. Trước mặt ba vị ma tu lập tức chỉ huy phía sau đệ tử lập tức tiến vào. Sư một đạo hắc ảnh một ngựa đi đầu, lấy vượt xa đám người tốc độ hướng về thiên lôi bí cảnh vọt tới. A Nham Phong làm sao lại tốc độ nhanh như vậy? Âm Phong trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn thứ nhất tiến vào đệ tử. Hai người khác cũng là kinh ngạc liếc mắt. Sau một lát, đã có hơn phân nửa người tiến nhập thiên lôi bí cảnh. Dừng lại nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Một đạo màu đen cực lớn đầu lâu pháp khí trong nháy mắt đã tới đám người này, ảnh trước mặt. Quỷ Minh trưởng lão còn lại còn không có tiến vào đệ tử lập tức quỳ xuống. Thế nào? Quỷ Minh ở giữa đầu lĩnh hắc bào nam tử há miệng hỏi. Nham Phong có đây không? Quỷ Minh không để ý đến nam tử cha hỏi, gấp gáp hỏi. Nham Phong đã tiến nhập, Âm Phong trưởng lão mờ mịt hồi đáp. Đáng chết! Quỷ Minh nghe hình dáng mắng một tiếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở giữa tu sĩ ngữ khí bất mãn mà hỏi. Ai, yêu khoảng không hộ pháp, việc lớn không tốt. Quỷ Minh nhìn xem ở giữa nam tử nói. Nham Phong đó là Ân Hạo thiếu chủ giả trang, cái gì? Ân Hạo thiếu chủ? Dẫn đội ba người lập tức hoảng sợ nói. Đúng vậy, cái kia Nham Phong bị thiếu chủ phong ở trong động phủ, người kia đó là Ân Hạo thiếu chủ. Quỷ Minh sau khi nói xong, còn lại mấy người sắc mặt khó coi. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại ra này đại sự, Thánh Tông thiếu chủ vậy mà xông tiến vào. Thiếu chủ trong tay thủ đoạn rất nhiều, liền xem như sau khi tiến vào cũng cần phải không có gì đáng ngại, Âm Phong trưởng lão nói. Quỷ Minh vừa muốn nói gì? Đột nhiên ngừng lại, một đạo thần thức hướng ba người truyền cho nhau âm mà đi. Chương 128 Quỷ Vương Tông. Người nói là, Ân Hạo trộm lấy thái âm luyện thần bí pháp, yêu khoảng không hoảng sợ nói, ba người còn lại phía dưới này sắc càng thêm khó coi. Quỷ Vương Tông hết thảy có hai vị thiếu tông chủ, Ân Hạo chính là xếp hàng thứ hai, vốn là không cách nào trở thành Quỷ Vương Tông người thừa kế thứ nhất. Cái kia thái âm luyện thần bí pháp chính là Quỷ Vương Tông, tông chủ một mạch truyền thừa bí pháp. Ngoại trừ tông môn đại nhân chỉ có đại thiếu chủ có tư cách tu luyện. Dưới mặt Ân Hạo lựa chọn xem ra chính là định chính diện phản kháng tông chủ đại nhân an bài,
cưỡng ép luyện thành thái âm luyện thần bí pháp, cùng đại thiếu chủ đối chọi gay gắt. Chuyện này chính là Ân Hạo thiếu chủ hành vi của mình, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Yêu Khoảng Không sau khi nói xong, ba người còn lại gật gật đầu. Yêu Chạy Không tải quá thân đến xem còn lại đệ tử. Ân Hạo thiếu chủ bây giờ đã tiến vào bí cảnh, các ngươi sau khi tiến vào lập tức trở về hợp, bảo hộ thiếu chủ an nguy. Là, Yêu Không hộ pháp còn lại đệ tử cung kính trả lời. Dưới mắt Thiên Lôi Đảo tình huống coi như an ổn, các ngươi chỉ có bảo vệ tốt thiếu chủ an nguy chính là, nếu như thiếu chủ xảy ra chuyện, ngươi chờ liền tự động kết thúc liền có thể. Yêu Khoảng Không lời nói uy nghiêm bên trong mang theo vô cùng lạnh nhạt. Đi vào đi, Yêu Khoảng Không sau khi nói xong, còn lại Quỷ Vương Tông đệ tử nhao nhao hướng về Thiên Lôi bí cảnh chạy tới. Quỷ Minh xem xét chuyện bây giờ đã bất lực thay đổi, liền lập tức trở về. Tại chỗ chỉ còn lại trước đây ba vị người dẫn đầu chờ đợi. Chuyện còn lại đã bố trí xong sao? Yêu Khoảng Không hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, thời gian vừa đến bọn hắn liền có thể bố trí tốt âm linh pháp ngọc, chúng ta liền có thể tìm được rõ ràng phương hướng, để cho bọn hắn bình an đi ra bí cảnh. Yêu Khoảng Không gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ân Hạo sự tình hắn cũng không muốn tham dự, chỉ cần có thể cam đoan Ân Hạo sống sót đi ra, chuyện còn lại không có quan hệ gì với hắn. Thiên Lôi bên trong bí cảnh, một xó xỉnh hòn đảo nhỏ màu đen. Một vị sắc mặt mang theo mấy phần yêu dị tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi đang phát ra từng trận cuồng tiếu. Ha 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 ha, Ân Tuấn, ngươi đoán chừng sẽ không nghĩ tới ta có thể cầm tới thái âm luyện thần bí pháp a, người này chính là Quỷ Vương Tông thiếu chủ Ân Hạo. Chờ ta tu thành thái âm luyện thần bí pháp, lại mượn bên trong bí cảnh tu sĩ luyện thành Quỷ Vương phiên, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, từng tiếng cười âm lãnh tại trên đảo vang vọng. Một tòa không biết tên bên trên cái đảo, mảng lớn quái thụ khắp nơi kỳ lạ trong rừng rậm. Một bóng người đang tại một khỏa quái thụ phía dưới ngồi xuống. Người này chính là Lý Thanh. Đã trải qua một loại cực lớn mất cân bằng sau đó, hắn rơi xuống tại tòa hòn đảo này phía trên. Cây cối chung quanh rất là kỳ lạ, rậm rạp chẳng chịt, rễ cây bên ngoài trần trụi, đen thui trắng kiện, trên cành cây phân ra từng cây cành. Phía trên không có một mảnh lá cây, một mảnh trống không. Xem ra đây là bởi vì thời gian dài bị bí cảnh phong tỏa, trong này sinh vật đã sinh ra mới tiến hóa, bằng không cũng không thể tại cái bí cảnh này sống sót hảo như vậy, Lý Thanh thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, phía chân trời xanh thẳm, tinh không vạn lý, nhìn cùng ngoại giới không cũng không khác biệt gì. Nhìn kỹ lại, mấy đạo màu tím mây mù vượt ngang toàn bộ phía chân trời, giống như là đem trọn phiến không gian vững vàng khóa lại. Chẳng biết tại sao, Lý Thanh tiến vào ở đây, sau đó liền cảm thấy một loại quen thuộc lại cảm giác thư thích. Loại cảm giác này tựa như là chính mình lôi linh quyết, tu luyện sức mạnh tự hồ cùng Thiên Lôi bí cảnh sức mạnh đồng nguyên. Hắn đối với tự mình tu luyện lôi linh quyết lai lịch cũng không hiểu rõ, nhưng Lý Thanh trong biển biết được đó cũng không phải một bộ đơn giản công pháp. Đến từ thẻ ngọc truyền thừa phía trên một lần kia tán phát khí tức, cũng xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ là không biết được lôi linh quyết truyền thừa có phải hay không xuất từ ở đây. Dù sao cái này Thiên Lôi bí cảnh di tích chính là một cái thượng cổ thể tu tông môn. Suy tư một chút sau đó, Lý Thanh cảm giác dứt khoát không đi quản hắn, vẫn là chuyên chú vào nhiệm vụ lần này. Ngồi mấy chu thiên sau đó, Lý Thanh đứng lên hướng về bốn phía nhìn lại. Dưới mắt chỗ này khu vực hải vực thuộc về ngoại vi sấm chớp mưa bão quần đảo, xuyên qua sấm chớp mưa bão quần đảo mới có thể đến khu vực trung tâm 24 dẫn lôi đảo. Phía trên kia mới là Lý Thanh mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá dưới mắt còn không cấp bách, lần này bí cảnh hành trình có tầm một tháng thời gian, vẫn cẩn thận hành động. Bên trong bí cảnh ngoại trừ có đến từ giữa các tu sĩ lẫn nhau cạnh tranh, bên trong cũng có yêu thú tồn tại. Căn cứ vào tông môn tin tức, bên trong yêu thú thực lực cũng sẽ không vượt qua nhị giai. Tất cả thực lực đạt đến nhị giai sinh linh, tại đại trận phía dưới liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Cảm nhận được chung quanh đậm đà lôi điện lực lượng, Lý Thanh khóe miệng lộ ra một nụ cười. Loại tình huống này, đối với nắm giữ lôi hệ sức mạnh tu sĩ vẫn rất có ưu thế. Lý Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Đây chính là tông môn luyện chế lệnh bài đặc biệt, cùng một cái tông môn đệ tử một khi khoảng cách tới gần, giữa hai bên tương ngộ lẫn nhau có cảm ứng. Bất quá vật này đối với chỉ có thể là một cái vướng víu. Lý Thanh trong lòng hơi động, lệnh bài bị thu được Trấn Hải trong Châu Mặt. Bây giờ Trấn Hải trong Châu Mặt thế nhưng là có không ít đồ tốt. Có thể nói ngoại trừ cơ bản pháp khí, còn lại vật chân quý đã bị hắn toàn bộ bỏ vào Trấn Hải Châu. Tất cả tiến vào tu sĩ chỉ có thể mang theo một cái túi trữ vật. Hơn nữa đồ vật bên trong cần đi qua tông môn chấp sự kiểm tra. Mục đích làm như vậy chính là vì sớm làm đăng ký. Một khi tiến vào Thiên Lôi bên trong bí cảnh, thu lấy bảo vật ngoại trừ Thiên Lôi dịch cần toàn bộ nộp lên tông môn. Tại Thiên Lôi bên trong bí cảnh thu hoạch vật tư khác, cũng cần cùng nhau nộp lên tông môn. Này chủ yếu chính là chỉ, Thiên Lôi bên trong bí cảnh ngoại trừ Thiên Lôi dịch loại này dị thường chân quý bảo vật, còn có một số giá trị bất phàm linh thảo.
Những linh thảo này thu hoạch, tông môn cầm lấy đi 7 thành, còn lại 3 thành nhưng là thuộc về tông môn đệ tử tất cả. Căn cứ vào tông môn phía trước một lần dò xét, bởi vì thời gian dài bị đại trận phong tồn, có thể nói bên trong linh thảo số lượng không phải số ít. Đương nhiên trong đó đại bộ phận cơ bản đều là bị hủy bởi lôi đình phía dưới. Dưới mắt Lý Thanh bây giờ vị trí khối khu vực này khoảng cách đến thiên lôi, dịch hòn đảo hành trình không sai biệt lắm muốn lên trăm trong biển. Lại thêm trong đại trận lúc nào cũng có thể gặp phải sét đánh phong. Hiểm trở còn lại tu sĩ cạnh tranh với nhau, đoán chừng cũng cần 1-2 ngày thời gian. Lý Thanh nhanh chóng đem một cái mặt nạ màu bạc lấy ra ngoài, mà bám vào trên gương mặt. Linh quang lóe lên, hắn bây giờ đã đổi một cái gương mặt. Một vị tướng mạo nhìn bình thường thần sắc đần độn gương mặt hiển lộ mà ra. Trên người đạo bào cũng cùng nhau bị Lý Thanh đổi lấy xuống. Mặc vào một thân thông thường đạo bào màu xanh. Bây giờ nhìn lại cũng lại không người nào có thể đem Lý Thanh nhận ra. Đã mất đi tông môn gò bó sau đó, Lý Thanh trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Hắn bây giờ có thể không cố kỵ gì làm việc. Ở đây không tồn tại đến từ tông môn trật tự ước thúc. Về sau ta gọi Thanh Lôi, Lý Thanh tự nhủ. Đem tất cả hết thảy chỉnh lý tốt sau đó, Lý Thanh nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Đối với những thứ khác linh vật, hắn hứng thú không lớn, trừ phi là thuận tay đạt được. Vẫn là hàng đầu giải quyết thiên lôi dịch đại sự. Lý Thanh ở mảnh này quái trong rừng nhanh chóng gấp rút lên đường, sớm ngày thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Chương 129 tình đấu. Nghe được động tĩnh phía trước sau đó, Lý Thanh nhanh chóng ngừng thân thể. Xem ra là chính mình rơi xuống hòn đảo phụ cận còn có tu sĩ khác. Lý Thanh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhanh chóng đem khí tức của mình toàn bộ thu liễm. Từ từ hướng về phía trước sờ lên. Sư huynh ngươi muốn làm gì? Hai vị thân mang Tử Vân Tông đạo bào nam tử đang tại lẫn nhau giằng co. Một người trong đó nhìn bề ngoài anh tuấn da thịt trắng noãn, cùng hắn giằng co bên ngoài một người nhìn, nhưng là bề ngoài thông thường một chút một cái mũi to lộ ra càng nổi bật. Sắc mặt anh tuấn vị này Tử Vân Tông, tu sĩ lúc này khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Trên người trường bào màu tím nhạt phía trên có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng vết roi. Sư đệ, ngươi hà tất cùng muốn chiếu nguyệt sư muội quấn quýt lấy nhau, đối diện vị kia Tử Vân Tông, tu sĩ mắt lộ ra cừu hận nhìn xem thụ thương nam tử. Sư huynh ngươi đang nói cái gì? Chiếu nguyệt sư muội bản cùng ta tình đầu ý hợp, tại sao dây dưa mà nói chúng ta hai người vốn là tình như thủ túc, đây là vì cái gì? Anh tuấn tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn mình sư huynh. Hai người thuộc về cùng một đám bái nhập Tử Vân Tông đệ tử, về sau trò chuyện càng ăn ý liền trở thành mạc nghịch chi giao. Vốn là hai người lần này rơi xuống chỗ không khác nhau lắm, hiệp sau đó nam tử nguyên bản còn dự định câu thông tiếp xuống hành trình, chưa từng nghĩ mạc nghịch chi giao sư huynh vậy mà đột nhiên, đối với chính mình triển khai công kích. Sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng sư huynh cướp đoạt chiếu nguyệt sư muội, nếu như không phải ngươi, chiếu nguyệt sư muội đã sớm đi cùng với ta, nhưng hết lần này tới lần khác là ngươi. Ngươi ỷ vào chính mình thiên phú xuất chúng tăng thêm tướng mạo anh tuấn, vậy mà cướp đoạt sư huynh tình cảm chân thành, ngươi đáng chết. Đối diện Tử Vân Tông tu sĩ càng nói càng kích động, trong mắt càng là cừu hận nhìn mình sư đệ. Phía trước mạc nghịch chi giao tình nghĩa sớm đã tại hắn cùng chiếu nguyệt sư muội cùng một chỗ, sao tan thành mây khói. Sư huynh đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, chiếu nguyệt sư muội đã sớm cùng ta giảng cùng ngươi ở giữa vốn là huynh muội tình nghĩa. Nghe được sư huynh nhắc lên chiếu nguyệt, thụ thương tu sĩ cũng lộ ra thần sắc kích động. Lý Thanh ở phía xa một gốc quái thụ đằng sau lẳng lặng che giấu mình thân ảnh, trong mắt của hắn lộ ra vẻ quái dị. Vốn cho rằng trong này, tu sĩ lẫn nhau chém giết cơ hồ toàn bộ là vì chân quý tài nguyên, không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất gặp phải tranh đấu người càng là bởi vì cảm tình. Không có quy củ ước thúc thiên lôi, bí cảnh vậy mà trở thành giải quyết chuyện tình cảm vật chi địa. Ngược lại là thú vị, Lý Thanh thầm nghĩ. Thụ thương lời của nam tử lần nữa hung hăng giải khai đối diện người kia trong lòng vết sẹo. Ngươi như thế nào cùng ta so? Ngươi chẳng qua là một cái yêu quý chính mình người, ngươi có biết sư huynh mục đích chuyến này của ta? Sau khi nói xong, nam tử cừu hận liếc mắt nhìn sư đệ. Ta chuyến này chính là vì cầm tới tông môn trúc cơ đan, trợ giúp chiếu nguyệt sư muội trúc cơ. Ngươi như thế nào cùng ta so? Chỉ có ta là chân chính yêu thương chiếu nguyệt sư muội. Nói đến đây, nam tử ánh mắt bên trong hiếm thấy thoáng qua một vẻ ôn nhu, phảng phất là nghĩ tới tự mình đi ra bí cảnh vì chiếu nguyệt sư muội mang về trúc cơ đan, sư muội bổ nhào vào trong lồng ngực của mình một khắc này. Nghĩ tới đây, nam tử khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười. Sư đệ nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi phải chết ở đây, chỉ có dạng này chiếu nguyệt sư muội mới có thể đi cùng với ta. Nói đến đây, nam tử cũng không tiếp tục che giấu trong mắt mình sát ý. Nam tử vung tay lên một cái màu tím trường tiên xuất hiện trong tay. Tiếp đó hóa thành một đạo cực lớn roi hung ác hướng về chính mình thống hận sư đệ rút tới. Nhìn thấy chính mình sư huynh trong mắt tiết lộ ra ngoài sát ý, thụ thương cái vị kia anh tuấn nam tử đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Có thể đi đến luyện khí đỉnh phong một bước này,
hắn cũng không phải một cái người ngu, trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình, cùng sư huynh ở giữa bây giờ đã lại vô tình nghị, chỉ có theo một người khác tử vong, đoạn này cừu hận mới có thể hóa giải. Ông, liên tiếp hai thanh phi kiếm màu tím từ trong tay nam tử lướt qua. Hai thanh phi kiếm màu tím trên không trung trên dưới, giao nhau ngay mặt hướng địch nhân chém tới. Sư đệ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, mặc dù ngươi thiên phú cực cao, nhưng mà sư huynh ước chừng tại luyện khí đỉnh phong đã ngây người 2 năm. Ha ha, nhìn thấy chính mình sư đệ thụ thương chẳng cảnh, trong lòng của hắn nói không nên lời sảng khoái. Lúc này nhìn thấy sư đệ tránh thoát chính mình nhất kích. Bây giờ, trong đầu của hắn lại một lần nữa thoảng qua người trước mắt cùng Chiếu Nguyệt sư muội ở chung với nhau, hình ảnh. Sư, trường tiên trong tay trở nên càng thêm kịch liệt mấy phần. Màu tím trường tiên vẽ ra trên không trung mấy đạo hư ảnh hướng về hai thanh phi kiếm rút tới. Lý Thanh bắt đầu nghiêm túc quan sát song phương chiến đấu, kế tiếp chính mình chắc chắn gặp phải Tử Vân Tông đệ tử, bây giờ cũng có thể tìm hiểu một chút cái này tông môn thủ đoạn. Nhìn thấy song phương sử dụng pháp khí đều là màu tím, Lý Thanh nghĩ tới chính mình phía trước hiểu rõ liên quan tới Tử Vân Tông tin tức. Tử Vân Tông vị trí trụ sở, ở trong đó có một chỗ thiên địa tự nhiên hình thành hòn đảo. Chung quanh đảo có số lớn màu tím dáng mây, loại này dáng mây chính là một loại đặc thù sức mạnh biến thành. Tử Vân Tông hơn đếm bí pháp cũng cùng loại này Tử Vân liên quan. Hơn nữa Tử Vân Tông môn phía dưới tu sĩ có thể đem loại này đặc thù Tử Vân luyện hóa đến pháp khí của mình bên trong, có thể tăng cường uy lực của pháp khí. Bởi vậy mới đưa đến Tử Vân trong tông môn đệ tử dùng ra pháp khí phần lớn là màu tím. Chủ yếu chính là loại kia đặc thù Tử Vân duyên. Cớ, phanh, cực lớn tím roi quất vào mặt đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo khe rãnh. Xem ra vẫn là vị sư huynh kia càng chiếm thượng phong, Lý Thanh thầm nghĩ. Hắn vừa rồi quan sát phát hiện vị kia thụ thương đệ tử bây giờ đã bắt đầu trở nên khí tức bất ổn. Trên đỉnh đầu hai thanh phi kiếm màu tím cũng không còn trước đây cường thịnh. Đúng vào lúc này, chiếm giữ ưu thế sư huynh vung tay lên một cái, mấy cỗ màu tím mây mù lập tức xông ra hướng về thụ thương cái vị kia tu sĩ bao phủ mà đi. Mấy cỗ sương mù tím giống như linh hoạt cự xà trực tiếp chính diện né tránh phi kiếm công kích, sau đó hướng về tên tu sĩ kia quấn quanh mà đi. Không tốt, thụ thương tu sĩ lập tức nhận ra đây chính là sư huynh lấy tay bí thuật. Vốn là thụ thương hắn sau khi thấy một màn này, trên thân lập tức bay ra một kiện màu đen tấm chắn. Chính là nam tử phòng ngự pháp khí. Đối diện tu sĩ nhìn thấy sư đệ sử dụng pháp khí sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết vừa bấm. Tư, mấy cỗ màu tím mây mù nhanh chóng hướng về tấm chắn cuốn đi lên. Trong nháy mắt liền đem tấm chắn vững vàng nhốt ở bên trong. Theo nam tử có gan pháp lực không ngừng gia tăng, màu tím mây mù hóa thành nhiên như xiềng xích đồng dạng hướng ở giữa nhanh chóng đè ép. Không được thụ thương tu sĩ lập tức biết mình tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là sẽ bị hoạt hoạt ghìm chết ở bên trong. Dưới mặt hắn đã thụ thương, pháp lực vốn là kém xa đối phương, nam tử trong mắt lóe lên một tia quả quyết, vung tay lên một cái, trong tay lập tức xuất hiện 2 tấm màu đỏ phù lục. Hừ, tay cầm tím do tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường. Lấy hai người bọn họ trước đây quan hệ, hắn hết sức rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Linh, một hồi kỳ dị tiếng chuông vang lên, thanh âm thanh thúy phảng phất đem người chậm rãi dẫn vào mộng đẹp. Lý Thanh ở phía sau cũng không nhịn được thần hồn hoảng hốt một chút. Này nháy mắt ở giữa hắn liền đã biết, chiến đấu trước mặt hẳn là kết thúc. Chương 130 thu thập tàn cuộc. Phanh, quả nhiên không ra Lý Thanh sở liệu. Trước hết nhất thụ thương cái vị kia tu sĩ, bị một trận này ma lực tiếng chuông thần hồn hoảng hốt một chút. Sau đó liền vừa ý phương tím roi vượt qua hai thanh phi kiếm trực tiếp quất vào thụ thương tu sĩ chung quanh hắc thuẫn phía trên. Nam tử chung quanh hộ thuẫn bị lập tức quất nát. Phanh, nam tử thân ảnh bị trực tiếp quất bay ra ngoài. Răng rắc, theo một hồi thanh thúy nứt xương, nam tử ngã ầm ầm ở khoảng cách Lý Thanh cách đó không xa. Lý Thanh định nhãn xem xét, hắn phát hiện cái góc độ này, tựa như là thụ thương tu sĩ vừa vặn có thể nhìn thấy chính mình ẩn tàng thân ảnh. Khục, khục, nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Khóe miệng lộ ra cười thảm. Hắn vừa rồi phát hiện Lý Thanh ẩn tàng dấu vết. Ha ha ha, Tử Vân Tông vị sư huynh kia sắc mặt nghiêm chỉnh nhe răng cười đi tới. Trong tay hắn nhiều một cái màu đen tiểu linh đang. Xem ra trước đây lần kia thần hồn công kích chính là kiện pháp khí này phát ra. Như thế nào sư đệ? Sư huynh biết ngươi thần hồn suy yếu, kiện pháp khí này chính là sư huynh đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Nam tử lúc này mặt lộ vẻ đắc ý chậm rãi đi tới. Ngã xuống đất tu sĩ vừa muốn nói cái gì, trong miệng lại là một ngụm máu tươi xông ra. Hắn biết mình bây giờ ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ vỡ vụn. Bây giờ chỉ còn lại một hơi thở gượng trống. Lý Thanh nhìn đến đây, liền muốn đi ra nhanh chóng xử lý chung quanh chiến đấu. Trong lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ngã xuống đất tu sĩ trong đó một cái dấu,
ở sau lưng ngón tay hướng về phía trước lắc lư một cái. Lý Thanh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao nhìn qua nam tử là cố ý hướng hắn truyền đạt một loại nào đó tin tức. Thấy thế hắn từ bỏ lập tức hiện thân, dự định nhìn một chút trọng thương vị kia tu sĩ có ý tứ gì. Đối diện vị kia tu sĩ càng đi càng gần, hiện tại hắn nhìn thấy sắp chết sư đệ, sớm đã quên lòng cảnh giác. Hắn bây giờ chỉ muốn tự tay đem sư đệ đưa tiễn, để rửa soát mấy năm này oán hận trong lòng. Ngã xuống đất trọng thương tu sĩ nhìn thấy thân ảnh đối diện cách mình càng ngày càng gần, âm thầm nhấc lên cơ thể cuối cùng một phần pháp lực. Một đạo thanh sắc phù lục xuất hiện trong tay hắn, sau đó bị trong nháy mắt kích hoạt, hóa thành một đầu dây leo hướng về phía trước nhanh chóng bắn mà đi. Đến đây Tử Vân Tông tu sĩ nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện linh lực ba động, giật mình, không nghĩ tới đã trọng thương sắp chết sư đệ còn có năng lực phản kháng. Bất quá thấy là một đạo dây leo sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn không có phản kháng tùy ý dây leo hướng về chính mình quấn quanh mà đến. Hắn muốn nhìn thấy sư đệ tuyệt vọng vô lực chết đi. Phù lục kích phát sau đó, trọng thương nam tử nhìn mình sư huynh, không có chút nào phản kháng tùy ý dây leo đem hắn vây khốn. Trong mắt của hắn mang theo cừu hận liếc mắt nhìn sư huynh của mình. Hắn biết sư huynh không phải chân chính bên thắng. Sau đó nuốt xuống một hơi cuối cùng, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn không có cơ hội tận mắt thấy sư huynh tử vong chẳng diện, trong lòng chỉ để lại một tia không cam lòng. Sau khi thấy một màn này, Lý Thanh ánh mắt lộ ra một tia ý mừng. Không nghĩ tới đến là còn tiết kiệm chính mình một phen công phu. Cũng tốt, ta bây giờ sẽ đưa sư huynh của ngươi xuống bồi ngươi, Lý Thanh thầm nghĩ. Sư Lý Thanh không do dự lập tức triển lộ ra chính mình thể tu thực lực. Một đạo bóng người màu tím giống, như là một tia chớp hướng về bị quấn chặt lấy cái vị kia tu sĩ vọt tới. Ai bị dây leo cuốn lấy tu sĩ hoảng sợ nói. Nhìn thấy chính mình sư đệ sau khi chết, vốn là mang theo ý cười vị kia tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím hướng về chính mình nhào tới, trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ sinh tử. Đây là hắn chưa bao giờ cảm nhận được áp lực cực lớn. Ít nhất là cùng giai bên trong, chưa từng nhìn thấy người nào có như thế kinh khủng. Thể tu mắt thấy người phía trước cách mình càng ngày càng gần, hắn lúc này mới phát hiện người đến lại là một cái luyện thể tu sĩ. Nhìn về phía trước cái kia trương sắc mặt đần độn khuôn mặt, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi một lần, phía trước nghe được hạch tâm đệ tử danh sách, cũng không một người là cái này tướng mạo, linh, dưới nguy cơ, hắn lập tức kích phát trong tay công kích linh hồn linh đang hình dạng pháp khí. Hắn bây giờ bị khốn tại dây leo phía dưới, cũng không có biện pháp lập tức thoát thân, bây giờ chỉ có thể là, gửi hy vọng ở linh hồn pháp khí cho mình kéo dài thời gian. Nhìn thấy nam tử kích phát công kích linh hồn pháp khí, Lý Thanh trong lòng hừ lạnh một chút. Hắn cũng không phải chết đi vị kia tu sĩ. Hắn vốn là trời sinh thần hồn cường đại, hiện tại hắn thần thức đã tới luyện khí kỳ cực hạn, 99 trượng còn nhiều hơn. Trước đây tiếng chuông cũng bất quá để cho hắn hoảng hốt một chút. Một đạo ẩn hình thần hồn công kích tới lâm sau đó. Lập tức liền bị Lý Thanh sớm đem thần thức xây dựng che chắn ngăn lại. Lần công kích này không có chút nào ảnh hưởng Lý Thanh tốc độ. Lốp bốp, lôi điện khiêu động âm thanh đen nam tử trong mắt sợ hãi triệt để hiển lộ ra. Hắn bây giờ vô cùng hối hận, chính mình bởi vì nội tâm tự đại, đối với chung quanh dây leo nhiễu không có chút nào ngăn cản. Lý Thanh đã tới trước mặt hắn, trên nắm tay mang theo một cái cực lớn lôi cầu hướng về hắn đập tới. Đây mới là kết cục sau cùng sao? Nam tử mang theo tuyệt vọng trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Hắn vì một ngày này ước chừng ẩn nhẫn 2 năm, chung quy là nhận được cơ hội này, đem chính mình thống hận sư đệ chém giết. Kết quả là nhưng vẫn là bây giờ kết quả. Oanh, cuồng bạo lôi đình chi lực đem nam tử chung quanh thân thể dây leo kèm thêm cùng, một chỗ đánh thành nát bấy. Dưới tình huống bây giờ kinh khủng lôi đình chi lực, nam tử dáng người trực tiếp hóa thành đi tứ tán cặn bã. Quả nhiên, Lý Thanh nhìn thấy chính mình hiện ra thực lực sau đó lực tàn phá kinh khủng, trong mắt một hồi kinh hỉ. Chỉ cần là đối diện bị chính mình cuốn lấy. Lôi linh quyết một tầng đại viên mãn thực lực kinh khủng, thông thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ gần như không là chính mình một hiệp địch. Lý Thanh nhanh chóng hướng về chung quanh nhìn lại, tìm kiếm mình chiến lợi phẩm. Vì tiến vào thiên lôi bí cảnh hắn nhưng là toàn thân tài nguyên còn thừa lác đác. Chuyến này thế nhưng là một cái tuyệt hảo tích lũy tài nguyên cơ hội, phàm là tiến vào người cũng là luyện khí đỉnh phong tu vi, cái này cũng dẫn đến chuyến này tu sĩ tài sản phần lớn là phong phú người. Lý Thanh nhanh chóng đem chung quanh chiến trường quét dọn một chút. Đem hai người trước đây pháp khí cũng thu vào, sau khi hai người trong túi trữ vật tìm một vòng, phát hiện không có cái gì đặc thù chi vật, chỉ có hai khối đại biểu thân phận lệnh bài. Hắn tự nhiên là đem hắn ném ra ngoài, ai biết sẽ có hay không có vị trí gì công hiệu. Bên trong thoạt nhìn cũng chỉ là thông thường tài sản, đại khái cộng lại có cái hơn 7.000 mai hạ phẩm linh thạch tài sản. Liếc mắt nhìn phía trước hải vực phía trên, Lý Thanh nhanh chóng đem trong tay thanh yêu chu lấy ra ngoài. Tiếp lấy đạp vào linh chu hướng về bên trong chạy tới, cùng lúc đó, thiên lôi bên trong bí,
cảnh một chút tu sĩ cũng nhao nhao bắt đầu tính toán của mình. Sấm chớp mưa bão quần đảo một cái hẹp dài bên trên cái đảo. Mấy vị thân mang trường bào màu đen tu sĩ đã liên thủ giấu ở phía trên, chuẩn bị tùy thời săn giết chung quanh tới tu sĩ. Ôm Lý Thanh loại này che giấu mình thân phận người không phải số ít. Phần lớn sớm đã càng đầu đổi mặt để cho người ta nhìn không ra lịch. Thậm chí có một chút tu sĩ ở trong cái đảo ở giữa bố trí trận pháp, dự định che giấu mình thân hình. Những người này căn bản không có ôm có thể cầm tới thiên lôi dịch ý nghĩ. Chương 131 nhất bài trăm chương 30 xét đánh mộc tâm. Những thứ này chốn tu sĩ bất quá muốn một mực có thể ẩn giấu đi, thẳng đến có thể rời đi bí cảnh. Thiên thủy ngự linh tông tu sĩ bên trong đó, không thiếu chính là ôm loại ý nghĩ này. Ngược lại miễn là còn sống rời đi liền có thể cầm tới trúc cơ đan, bọn hắn căn bản vốn không quan tâm những chuyện khác. Kèm theo một tòa có thể ẩn tàng thân hình trận pháp kích hoạt, một vị tu sĩ hưng phấn đi vào. Linh quang lóe lên, trận pháp bắt đầu hóa thành hư ảo, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau, một tòa vắng vẻ bên trên cái đảo, chung quanh vị trí đứng vững một vị sắc mặt âm tàn hắc bào nam tử. Nam tử sau lưng đang có 4-5 người nửa quỳ tại sau lưng của hắn. Thiếu chủ, thuộc hạ đã kích phát mẫu tử đồng tâm chú, tin tưởng đệ tử gần đó sẽ nhanh chóng hiệp tới, một vị nam tử trung niên cung kính trả lời. Hảo, mấy người các ngươi lập tức hướng về bốn phía gấp rút lên đường, kích phát mẫu tử đồng tâm chú. Nhanh chóng đem bọn hắn tập hợp tìm ta. Ân Hạo sắc mặt lạnh lùng nói ra. Nhớ kỹ phải nhanh chậm trễ đại sự của ta, kết quả các ngươi là biết đến. Sau khi nói xong, Ân Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn sau lưng mấy người. Mấy người liền vội vàng gật đầu, tiếp đó nhanh chóng hướng về chung quanh bay đi. Nhị thiếu chủ tâm ngoan thủ lạt, tại tông môn thời điểm liền nghe được qua không ít nghe đồn, đắc tội đệ tử của hắn hạ chẳng sống không bằng chết. Mẫu tử đồng tâm chú chính là quỷ vương tông ma tu chuyến này lớn nhất át chủ bài. Bọn hắn có thể nhanh chóng lợi dụng bùa này nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Ân Hạo nhìn xem chung quanh vùng biển này tràn ngập hưng phấn, cái bí cảnh này chính là hắn chân chính đất quật khởi. Trong này mỗi người đều biết trở thành hắn luyện chế quỷ vương phiên hao tài, phiếm hắc hải vực phía trên. Lý Thanh khống chế Linh Chu trên mặt biển nhanh chóng chạy. Mặc dù Linh Chu lúc này tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, bất quá thắng ở pháp lực tiêu hao nhỏ bé. Bên trong bí cảnh vẫn là bảo trì trạng thái của mình, ai cũng quyết định lần sau sẽ gặp phải phiền toái gì. Đang tại tiến lên đột thời điểm nhiên phía trước, xuất hiện một cái đảo to lớn ngăn cản Lý Thanh, đi tới phương hướng. Hòn đảo lộ ra nam bắc chi thế nằm ngang tại phía trước. Trên đảo nhìn địa thế bằng phẳng, chung quanh tràn đầy đủ loại bụi cây, chung quanh có đậm đà sương mù bao trùm phía trên. Lý Thanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhíu mày một cái. Nếu là lách qua tòa hòn đảo này, rõ ràng sẽ lãng phí không ít thời gian. Hắn đối với loại này hòn đảo lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác. Chủ yếu là lo lắng phía trên sẽ có cái gì không có hảo ý tu sĩ mai phục. Tại chưa tới hậu kỳ tranh đoạt thiên lôi dịch giai đoạn, hắn còn không nghĩ thực lực của mình bạo lộ ra. Một khi lưu truyền ra đi, chính mình hậu kỳ lại nghĩ đục nước béo cò liền vô cùng phiền phức. Tính toán vẫn cẩn thận làm việc, nghĩ tới đây Lý Thanh liền dự định đem hòn đảo lách qua. Qua qua phanh, một hồi nhỏ xíu tiếng đánh nhau từ trong đảo mặt truyền ra. Thấy vậy tình huống, Lý Thanh thu hồi dự định rút lui cước bộ, nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra đoán chừng là bên trong có giá trị không ít bảo vật, bằng không không có người sẽ chủ động trong vây công yêu thú. Ngược lại cũng là tiện đường, không bằng tìm tòi hư thực, nói không chừng có cái gì tốt đồ vật. Lý Thanh thầm nghĩ. Lý Thanh vung tay lên một cái, đem chính mình Linh Chu thu vào. Thể nội ẩn linh quyết lập tức vận chuyển lên tới, đem khí tức của mình thu liễm. Sau đó hắn liền bắt đầu hướng về bên trong cẩn thận sờ soạng tiến vào. Bên trên cái đảo, một cái cực lớn đất trũng bên trong. Một gốc một trượng kích thước cao chừng 4-5 trượng màu tím đen linh mộc cắm rễ, trong đó, linh mộc thân thể một nửa đã hoàn toàn hư thối, một phần khác nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, thỉnh thoảng có màu tím hồ quang điện từ trong hiển lộ. Đất trũng bên trong, một loại màu đen hư thối mùi khó ngửi dị thường. Linh mộc chung quanh có ước chừng hơn 10 cái nửa trượng lớn nhỏ lôi oa, đang cùng hai bóng người kịch đấu. Lý Thanh thân ảnh đã xuất hiện tại một cái sườn đất đằng sau. Vì để tránh cho mình bị phát hiện, Lý Thanh có thể lượn quanh một cái phương hướng. Hắn đang ở vị trí vừa vặn cùng đối diện hai vị kia tu sĩ là, tương đối như thế, nó ở vào ở giữa linh mộc hậu phương. Hắn đang quan sát chiến đấu phía trước. Không hề nghi ngờ hai người mục đích đúng là đất trũng viên chính giữa kia linh mộc. Đi cắn chết héo sau đó bắn ra mới sinh cơ, bên trong còn thỉnh thoảng có lôi điện chi lực xuất hiện, chung quanh còn có một tổ nhất giai yêu thú lôi oa. Lý Thanh cẩn thận kiểm tra tin tức này, cuối cùng xác định được. Cái này lại là một gốc lôi kích mộc. Lôi kích mộc bình thường là linh mộc chịu đến sét đánh đập nện sau đó, không có tử vong ngược lại, bởi vậy phát sinh biến dị, trở thành lôi kích mộc loại này đặc thù linh mộc. Sống sót lôi kích mộc cũng trở thành lôi đình thuộc tính. Lôi kích mộc chân quý nhất chính là nó nội bộ sinh ra mộc tâm. Nó là một loại đặc thù bảo vật.
ẩn chứa sức mạnh to lớn sét đánh mộc tâm có thể được xưng là nhị giai linh tài. Loại này bao hàm sinh cơ lôi đình chi lực đối với lôi hệ sức mạnh tu sĩ, cũng là một cái chân quý bảo vật. Không những có thể mượn nhờ sức mạnh bên trong làm bản thân lớn mạnh, còn có thể thừa cơ nhiều lĩnh ngộ lôi đình chi lực. Nó cùng thiên lôi dịch có chút giống, cũng là tương đối ôn hòa sức mạnh sấm sét. Chính là bởi vậy mới có một tổ lôi oa dùng cái này xem như hang ổ. Loại này lôi oa bên trong cường đại nhất chính là trong đó con ếch vương. Một cái thân thể thông tím một trượng lớn nhỏ lôi oa, nhìn hắn hiển lộ khí tức đã là đạt đến nhất giai đỉnh phong thực lực. Còn lại lôi oa nhìn phần lớn là thực lực tương đối phổ thông, xem ra cũng chính là nhất giai trung kỳ trên dưới. Oa oa, cái kia ổ lôi oa, tại hai vị tu sĩ tiến công phía dưới bắt đầu từ lui lại. Chuẩn bị cướp đoạt sét đánh mộc tâm, hai vị tu sĩ nhìn không ra từ cái gì tông môn, hai vị cũng là hỏa thuộc tính tu sĩ. Hai người một cao một thấp, phối hợp lại là hết sức quen thuộc, mang theo liệt diễm pháp khí đem tới gần bọn hắn lôi oa một phân thành hai, lưu lại một phiến tàn thi. Dù sao bọn này lôi oa bên trong chỉ có một cái nhất giai đỉnh phong lôi oa, còn lại thực lực hay là nhỏ yếu. Oa một tiếng vang lên tiếng kêu vang lên. Lý Thanh cái góc độ này có thể thấy rõ ràng. Một đạo màu tím lôi đình chi lực từ con ếch vương trong miệng phun ra. Đối diện hai vị tu sĩ vội vàng thả ra một cái hình vuông tảng đá chất liệu pháp khí. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, con ếch vương phát ra công kích bị đối diện nổi lên cản lại. Oa con ếch vương nhìn thấy công kích của mình vô dụng, trở nên càng thêm điên cuồng. Đầu lưỡi của mình biến thành một đạo trường tiên, mang theo thể nội lôi đình chi lực hướng về phía trước không ngừng quật. Còn lại lôi oa cũng là phối hợp con ếch vương thả ra từng đạo lôi điện. Đột nhiên chẳng diện trong lúc nhất thời trở nên cháy bỏng. Chủ động phát động công kích hai vị tu sĩ, bởi vì lo lắng thụ thương, trong lúc nhất thời nên cũng không dám liều mạng. Lý Thanh nhìn một chút vị trí của mình, lấy khoảng cách này nếu như trực tiếp xông qua chỉ sợ là sẽ phải chịu hai phe đồng thời công kích. Dưới mắt ngược lại là có thể lại chờ đợi một chút. Chờ song phương phân ra thắng bại sau đó, chính mình lại ra tay. Không đúng, Lý Thanh đột nhiên phát hiện đối diện hai người, cũng không phải là thật sự bị lôi oa cuốn lấy. Chính mình cái góc độ này có thể nhìn thấy, hai người tựa như là không có dùng ra toàn lực, ngược lại giống như là đang tận lực kéo dài thời gian. Lập tức Lý Thanh trong lòng cảnh giác lên. Hắn bắt đầu dùng chính mình thần thức cường đại dò xét chung quanh quỷ dị chỗ. Vẫn còn có người, Lý Thanh nhìn thấy hai vị tu sĩ trái sau mới là, trong có hai bóng người mai phục ở đó. Chương 132 sau cùng thợ săn. Nhìn đến đây sau đó, Lý Thanh lặng lẽ ẩn núp một chút chính mình thân hình. Trong lòng của hắn đã đại khái đoán được lần này chuyện quỷ dị. Xem ra là trên tình cảnh chiến đấu hai người, cũng phát hiện đằng sau mai phục có những người khác. Chiến đấu hai người trước tiên không có lựa chọn rút lui, ngược lại kéo dài thời gian, hiện tại xem ra mục đích cũng rất rõ ràng. Đoán chừng là sau đó không lâu liền sẽ có viện binh, bằng không đã sớm rút lui. Đằng sau mai phục hai người cho là mình mới là ngư ông đắc lợi một phương, lại không nghĩ sớm đã bị tính toán ở bên trong. Lý Thanh lẳng lặng chờ tại chỗ, tìm cơ hội. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần không lâm vào đối diện vây công, nghĩ muốn trốn khỏi còn là không lớn vấn đề. Thời gian trôi qua một khắc đồng hồ sau đó. Chiến đấu hai vị trong mắt tu sĩ đột nhiên lộ ra nụ cười mừng rỡ. Phối hợp, lẫn nhau hai người cùng nhau lấy ra hai cái bộ dáng tương tự bình hình dáng pháp khí. Hô, hô, hai cỗ cực lớn liệt diễm từ trong phun ra. Lẫn nhau giao dùng sau đó lập tức đem phía trước lôi oa vương bao quát trong đó. Oa, một tiếng hét thảm sau đó. Lôi oa vương bị hợp kích phía dưới lập tức tử vong. Liệt diễm cũng đem phụ cận lôi oa đánh chết mấy cái. Một loại khác thường mùi thịt nướng phiêu tán mà ra. Còn lại lôi oa nhìn thấy con ếch vương sau khi chết, rắn mất đầu lập tức cuống quýt trốn hướng bốn phía. Sưu, sưu, hai đạo lợi mang đột nhiên từ phía sau bay ra. Nguyên bản ẩn tàng hai vị tu sĩ lập tức vọt ra. Hai vị ẩn tàng tu sĩ đều là che cản khuôn mặt, từ hình thể đến xem là một nam một nữ hai người. Lại là bọn hắn hai vị ẩn tàng tu sĩ bạo lộ ra sau đó, Lý Thanh một mắt liền nhận ra thân phận của hai người. Hắn nhìn thấy vị kia nữ tu cổ chỗ, ẩn ẩn lộ ra một cái hình xăm, hai người thân hình gia tốc phía dưới, nữ tu cổ chỗ hình xăm hoàn toàn bạo lộ ra. Là một cái màu đen bọ cạp, hai người này chính là, trước kia tại Mộc Gia từng có gặp mặt một lần cặp vợ chồng kia, nam tên là Tại Hồng, nữ tên là Dư Linh, hai người lúc này cũng là che giấu mình thân phận ăn mặc, xem ra cũng là không muốn bại lộ thân phận. Dư Linh điều khiển một cái xảo linh phi kiếm, Tại Hồng nhưng là sử dụng một thanh kiếm thân quanh co phi kiếm. Ha ha, đã sớm chờ các ngươi ra tay rồi, hai vị phía trước chiến đấu tu sĩ, lập tức nhanh chóng xoay người lại. Một mặt đắc ý nhìn xem phục kích hai vợ chồng này. Hô, hô, hai cái bình hình dáng pháp khí bên trong liệt diễm lần nữa phun ra. Trực tiếp vào khoảng hồng phu thê, phi kiếm cản lại. Nhìn đến đây Tại Hồng hai người nơi nào còn không rõ ràng, hành tung của mình cũng sớm đã bại lộ.
đối diện sở dĩ không rút lui xem ra là khẳng định có hậu chiêu. Mau lui lại, Tại lớn hô một tiếng. Hắn cùng Dư Linh hai người liếc nhau một cái, lập tức cùng một chỗ hướng phía sau rút lui. Trốn chỗ nào? Người cao tu sĩ một mặt châm chọc nhìn hai vợ chồng một mắt. Bọn hắn cố ý kéo tới bây giờ chính là vì đem hai người lưu lại. Luyện khí đỉnh phong tu thân nhà chắc chắn không ít. Sư một đạo cực lớn hồng quang từ phía sau hai người bừng lên. Nhìn kỹ, lại là một đạo rộng lớn liệt diễm hóa thành tường lửa chặn bọn hắn rút lui con đường. Cùng lúc đó hai bóng người xuất hiện tại tường lửa hậu phương. Lại là địa hỏa môn tu sĩ Lý Thanh phát hiện vây quanh mà đến hai người. Hai người này cũng không từng che lấp thân phận của mình, thân mang địa hỏa môn tiêu chuẩn đạo bào. Mà Nham, Khánh Khải sư huynh phía sau hai vị tu sĩ nhìn thấy đồng môn của mình, đệ tử sau khi xuất hiện khóe miệng không cầm được lộ ra ý cười. Vậy mà thật sự có không biết sống chết tu sĩ có can đảm phục kích chúng ta địa hỏa môn đệ tử, tên là Khánh Khải cái vị kia tu sĩ sắc mặt cao ngạo liếc mắt nhìn, ở giữa bị vây lại hai người. Phía sau hai vị địa hỏa môn tu sĩ giống như là nhìn con mồi ánh mắt nhìn xem bị bao vây hai người. Hồng ca, sự tình không ổn. Dư Linh liếc mắt nhìn chung quanh bốn người. Chau mày. Hành sự cẩn thận. Tại Hồng lúc này cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hồng ca, nhìn một hồi thời cơ, không được ngươi trước rút lui. Dư Linh trịnh trọng nói. Linh muội, ngươi cảm thấy ta sẽ vứt bỏ ngươi chính mình rời đi sao? Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Tại Hồng sắc mặt bình tĩnh nói. Dư Linh một mặt tình cảm nhìn mình đạo lữ, mặc dù Tại Hồng tướng mạo bình thường, nhưng tình cảm của hai người mười phần thâm hậu. Động thủ, Tại Hồng hai người thấy vậy nguy cơ tình huống, bắt đầu phấn chết đánh cược một lần. Một đạo kim sắc cự kiếm lập tức phiêu phù ở Tại Hồng đỉnh đầu. Hắn là một vị công kích cường đại kim hệ tu sĩ, đỉnh đầu kiện pháp khí này cũng là một kiện tinh phẩm thượng phẩm pháp khí. Dư Linh đỉnh đầu món kia tinh xảo phi kiếm cũng xuất hiện tại nàng một bên. Cùng lúc đó, ống tay áo của nàng phía dưới cũng bắt đầu có cái gì từ từ nhúc nhích, hai người trực tiếp ngay mặt hướng tường lửa đập nện mà đi. Muốn nhanh chóng thoát đi vẫn còn cần tương lai hai người xem như đột phá khẩu. Chỉ cần chạy trốn tới phía ngoài hải vực, bọn hắn liền có biện pháp thoát đi vây quanh. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy đối diện hướng về tường lửa lao đến, hai vị vây quanh mà đến địa hỏa môn tu sĩ ánh mắt lộ ra một vòng nổi giận. Đây là muốn đem bọn hắn hai người xem như đột phá khẩu. Sắc mặt cao ngạo vị kia tu sĩ lập tức lấy ra một kiện màu vàng đất cục gạch một dạng pháp khí. Sau đó pháp khí linh lực đại tác, bỗng nhiên trở nên mấy trượng, hướng về hai người chính diện vỗ tới. Phanh, cục gạch pháp khí chính diện cùng hai thanh phi kiếm đánh tới cùng một chỗ. Tại Hồng kiếm lớn màu vàng óng vẫn là rõ ràng càng hơn một bậc. Liên tục hai cái cực lớn chém ngang đem kiện pháp khí kia đánh lui. Tên nam tử kia nam tử cũng là bị cực lớn va chạm bức lui mấy bước, bất quá lúc này phía bên phải cái vị kia tu sĩ cũng phát ra một cái đỏ rực hồ lô pháp khí. Một cỗ đỏ phát tím diễm hỏa xông ra. Cỗ này liệt diễm uy lực mười phần cực lớn. Dư Linh phi kiếm bị che kín bên trên sau đó lập tức trở nên linh quang ảm đạm. Lúc này hai vị khác tu sĩ cũng bắt đầu tế ra phi kiếm của mình hướng về Dư Linh. Pháp khí chém qua, bang. Một tiếng duệ minh sau đó, Dư Linh pháp khí cư nhiên bị đánh rớt mặt đất. Một thanh khác đến từ hậu phương pháp khí cũng lao đến. Dư Linh dưới hoảng loạn tế ra một kiện mạng che mặt hình dáng phòng ngự pháp khí. Oanh, đập nện sau khi đụng. Cực lớn va chạm phía dưới, Dư Linh lập tức dùng ra pháp lực hộ thuẫn. Lúc này mới đỡ được lần công kích này. Lúc này, nàng che chắn ở bên ngoài ngụy trang cũng bị chấn vỡ, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Cái này một hồi chiến đấu đã để nàng đổ mồ hôi rơi. Hơi tốt dáng người phối hợp xinh đẹp khuôn mặt phá lệ để người chú ý. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn chung quanh mấy người chú ý. Lý Thanh nhìn về phía trước phát sinh kịch liệt chiến. Hắn tại tính toán vị trí của mình. Dưới mắt trước đây hai vị tu sĩ đã bắt đầu hướng Tại Hồng phu phụ vây quanh mà đi. Đợi đến phía sau hai vị kia tu sĩ triệt để tham dự chiến đấu, hắn liền có thể tìm được cơ hội tiến lên cầm tới xét đánh mộc tâm. Lý Thanh một khi hiện thân, đoán chừng đối diện nhất định sẽ ngăn cản. Dạng này cũng có thể nhường cho Tại Hồng hai người còn sống tỷ lệ lớn hơn mấy phần. Đến nỗi có thể hay không nắm chặt đem thì nhìn vợ chồng bọn họ, Lý Thanh không quan tâm những thứ này. Đến lúc đó hắn cùng Tại Hồng phu phụ song phương là có thể song phương được lợi. Hắn xuất hiện sau đó Tại Hồng phu phụ tự nhiên áp lực thu nhỏ. Từ khía cạnh đến xem, Tại Hồng phu phụ đến cũng có thể chia sẻ cho Lý Thanh một chút hỏa lực. Ha ha, lại còn là một cái mỹ nhân. Chương 133 đục nước béo cò. Nhìn thấy Dư Linh lộ ra dung mạo, sắc mặt cao ngạo vị kia địa hỏa môn đệ tử, trong mắt toát ra tham lam dục vọng. Bên trái cái vị kia tu sĩ đi theo không có hảo ý cười một tiếng. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra vóc dáng rất khá khặc khặc. Nghe được chung quanh chế nhạo lời nói sau đó, Dư Linh không khỏi lui về sau một bước. Đem thân thể của mình kháo biên một bên đạo lữ. Tiểu nương tử, dưới mặt các ngươi là chắp cánh khó thoát, theo ta thấy, không bằng mau chóng đầu hàng,
nếu như ngươi có thể đem chúng ta huynh đệ mấy cái phục dịch thư thái, ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Phía trước vị kia tế ra cục gạch pháp khí tu sĩ một mặt cười dâm hướng về Dư Linh hô. Hô hô, Dư Linh không nói gì, tức giận trong lòng dẫn đến trước ngực trên dưới không ngừng chập trùng. Một bên Tại Hồng trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Chú ý, không nên bị bọn hắn chọc giận, Tại Hồng lãnh tĩnh rồi một lần hướng về phía một bên đạo lữ an ủi. Dư Linh áp chế một cách cưỡng ép nổi cơn giận của mình. Dưới mắt tình huống vô cùng không ổn, hai người bọn họ lần thứ nhất phản kích bị cản lại. Dưới mắt bốn vị tu sĩ cách bọn họ càng ngày càng gần, vây quanh chi thế đã tạo thành. Dư Linh nhãn bên trong thoáng qua một tia tuyệt vọng, hai người bọn họ thoát khỏi vòng vây tỷ lệ nguyên lai càng nhỏ. Hồng ca, chúng ta liều mạng với ngươi, Dư Linh phẫn hận, nói. Chỉ có như thế Tại Hồng trong mắt hung mang đại thịnh. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ người, muốn đem bọn hắn hai vợ chồng lưu lại, khẳng định muốn để cho đối diện trả giá thê thảm. Động thủ nhìn thấy Tại Hồng hai người tiếp tục dự định dãy giụa, phía trước tu sĩ liền lập tức dự định tiên hạ thủ vi cường. Bọn hắn cũng không muốn đem sự tình một mực dạng này kéo lấy. Chậm thì sinh biến. Huống hồ bọn hắn còn muốn vì phía sau thiên lôi dịch sớm tính toán. Phía trước bên cạnh hai vị địa hỏa, môn tu sĩ tiếp tục dùng ra liệt diễm pháp khí đốt hướng Tại Hồng phu phụ. Cùng lúc đó, phía sau hai người vây công mà đến. Quanh chiến đấu hết sức căng thẳng. Đang lúc phía trước bắt đầu kịch chiến thời điểm, một bóng người đã xông về viên kia lôi kích mộc. Đạo nhân ảnh này thân hình bí mật, hành động lại là tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến gần cây kia linh mộc. Hai vị đưa lưng về phía Lý Thanh tu sĩ không có phát hiện một màn này, bất quá đối diện cái vị kia sắc mặt cao ngạo tu sĩ, đột nhiên thấy được Lý Thanh thân ảnh, sau khi nhìn thấy hắn sửng sốt một chút, ngẫu nhiên lập tức phản ứng lại. Đằng sau có người nhanh, người kia muốn cướp đoạt lôi kích mộc, sắc mặt cao ngạo vị kia lập tức hướng về một bên khác hai vị kia tu sĩ la lớn. Phẫn nộ trong lòng trong khoảnh khắc để cho khuôn mặt của hắn trở nên đỏ lên. Không nghĩ tới, vẫn còn có người dám tại chính mình dưới mí mắt mặt cướp đoạt bảo vật. Nghe được đồng môn sư huynh hô to, hai người lúc này cũng phản ứng lại, lập tức xoay người sang chỗ khác. Lúc này Lý Thanh thân ảnh đã tới linh mộc phụ cận. Trảm Diệu Hàn cự kiếm, lập tức hóa thành một đạo cực lớn quang ảnh hướng về linh mộc ở giữa chém tới. Xét đánh mộc tâm chính là lôi kích mộc tinh hoa vị trí, kiên cố dị thường, căn bản không cần lo lắng nhất kích đem hắn chẻ hỏng. Dừng tay cái kia xoay người lại, hai người xung quanh khóe mắt nứt, vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Hai người không chút do dự, lập tức đem trong tay pháp khí thu hồi. Tiếp đó khống chế pháp khí hướng về Lý Thanh đánh tới. Hô, hô, mảng lớn liệt diễm giống như hỏa long đồng dạng phóng tới Lý Thanh. Hắc hắc, chậm, Lý Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, một đạo quang ảnh lóe lên. Bích huyết huyền quy thuẫn lập tức chắn phía trước. Ông, bích huyết huyền quy thuẫn lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, vững vàng chặn phía trước. Vụt, Diệu Hàn cự kiếm lập tức đem lôi kích mộc một phân thành hai. Vị trí giữa lộ ra một cái dài ước chừng một thước màu tím mộc tâm. Lý Thanh thân ảnh lóe lên, lập tức đi tới mộc tâm phía trước, một tay đem bắt được, sau đó nhanh chóng đem hắn thu đến trong túi chữ vật. Oanh, đỏ bừng mảng lớn liệt diễm bị bích huyết huyền quy thuẫn chắn đằng sau. Mặc cho liệt diễm như thế nào thiêu đốt, bích huyết huyền quy thuẫn không phản ứng chút nào, lù lù bất động. Đi mắt thấy lấy được thứ mình muốn chi vật, Lý Thanh không còn lưu lại, lập tức hướng về đằng sau thối lui. Tại pháp lực bao khỏa phía dưới, Lý Thanh hóa thành một đạo màu lam quang ảnh nhanh chóng tại chỗ biến mất. Bích huyết huyền quy thuẫn cũng theo sát phía sau, hóa thành một đạo linh quang đi theo. Tự tìm cái chết, nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ mưu đồ thật lâu bảo vật bị Lý Thanh lấy đi, trong lòng hai người lên cơn giận dữ. Linh muội cơ hội, nhìn thấy đột phát loại tình huống này, Tại Hồng sắc mặt đại hỉ. Bây giờ lại chỉ còn lại hai người còn tại dây dưa hai người bọn hắn có thể được mộc gia nhìn chúng tự nhiên cũng tuyệt đồng lứa. Dư Linh tự nhiên cũng biết cơ hội này. Phốc, chỉ thấy Dư Linh một mặt quả quyết phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nàng ống tay áo phía dưới lập tức bay ra mấy cái màu đen độc hạt. Hấp thu tinh huyết của nàng sau đó, màu đen độc hạt linh quang đại tác. Tại khống chế của nàng phía dưới nhanh chóng hướng về phía trước hai người vọt tới. Tại Hồng lúc này cũng lấy ra liều mạng chi thế, toàn bộ pháp lực dùng ra, khống chế kiếm lớn màu vàng óng chém qua. Trước mặt hai vị tu sĩ nhìn thấy Tại Hồng phu thê liều mạng chi thế, lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Mau trở lại cứu viện, sắc mặt cao ngạo tu sĩ nhìn thấy hai người dự định hướng về Lý Thanh đuổi theo, vội vàng hô to. Thật là ngu xuẩn, nam tử trong lòng âm thầm mắng một câu. Hắn liếc mắt liền thấy Lý Thanh, hiển lộ ra hai cái pháp khí toàn bộ đều là tinh phẩm thượng phẩm pháp khí. Loại thực lực này, liền xem như hai người bọn họ đi qua cũng là thắng bại khó liệu. Huống hồ Lý Thanh thân ảnh đã trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn, truy đều không nhất định đuổi được. Hai người nghe được phía trước sư huynh hô to, sau đó hướng về Lý Thanh phương hướng mắng một câu, lập tức dự định quay đầu trợ giúp đi qua.
Lúc này mấy cái độc hạt tiến lên sau đó, lập tức tại chỗ nổ tung lên. Phía trước tường đỏ lập tức xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Tại Hồng hai người thấy thế lập tức hướng về chỗ lỗ hổng vọt tới. Lý Thanh thân hình lúc này đã tới hòn đảo biên giới. Lúc này xem đến phần sau không có truy binh, hắn cũng liền chậm tốc độ lại. Đi tới mặt biển sau đó, Lý Thanh nhanh chóng lấy ra thanh yêu chu. Sau đó hướng bên trong tiếp tục chạy mà đi. Linh chu phía trên, Lý Thanh mang theo ý cười lấy ra xét đánh mộc tâm. Cẩn thận quan sát một chút. Không hổ là có thể đạt đến nhị giai linh tài. Bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực để cho Lý Thanh tâm động không ngừng. Hắn đột nhiên nghĩ đến đôi phu phụ kia, sau đó liền bị hắn ném sau ót. Chính mình kỳ thực còn tính là giúp bọn họ một tay. Có thể hay không sống sót lập tức liền xem chính bọn hắn thủ đoạn. Liền xem như bỏ mình, cũng chỉ có thể trách bọn hắn lòng tham lam lớn hơn với mình thực lực. Nếu như không phải bọn hắn nghĩ phục kích hai vị kia địa hỏa môn đệ tử, cũng sẽ không lâm vào vây quanh. Linh chu trên mặt biển nhanh chóng hướng về bên trong đi thuyền. Nếu như không phải tiện đường, Lý Thanh cũng sẽ không ở đây chậm trễ công phu. Trọng yếu nhất vẫn là khu vực nồng cốt thiên lôi dịch. Dù sao ngoại vi những thứ này bất quá là món ăn khai vị. Nửa ngày sau, Lý Thanh xuất hiện tại một cái bên trên cái đảo. Bây giờ đã cách chân chính khu vực hạch tâm không xa, hay là muốn hành sự cẩn thận. Hắn tính toán trước tiên tìm một nơi ngồi xuống một chút, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lại bắt đầu tiến vào bên trong. Dù sao khu vực hạch tâm gặp phải tranh đấu có thể nói là viễn siêu bên ngoài. Đột nhiên Lý Thanh giống như là cảm giác được cái gì, hướng về nơi xa nhìn lại. Chương 134 Lôi Linh Quyết xuất hiện. Lý Thanh đặt chân hòn đảo này phía trước. Có hai cái hình tròn hòn đảo song song mà tồn. Hai tòa hòn đảo nhìn chỉ có 4-5 trong biển khoảng cách. Vị trí trung tâm lộ ra một đầu tương đối chật hẹp lối đi nhỏ. Tại nhìn chăm chú Lý Thanh, một đầu linh chu tử trong nhanh chóng đi qua. Bỗng nhiên hải vực phía dưới xuất hiện mười mấy từng cái màu đen cự xà. Hô, hô, vốn là an tĩnh trên mặt biển nhanh chóng nhấc lên vô số gợn sóng. Những thứ này cự xà mỗi một đầu nhìn đều có thực lực nhất giai hậu kỳ, bọn chúng bắt đầu hướng về mặt linh thuyền trên quấn quanh mà đi. Chỉ thấy linh thuyền trên mặt nhanh chóng bay ra hai vệt độn quang. Không đợi hai vệt độn quang phản ứng lại, mấy đạo cường đại công kích hướng về hai người công kích mà đi. Từng đạo thủy tiễn cũng từ cự xà trong miệng phun ra. Trong phiến khắc, linh thuyền trên mặt hai bóng người phát ra tiếng kêu thảm sau đó, bị trực tiếp chém giết. Rất nhanh mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hai tòa hòn đảo giống như là vực sâu con mắt, nhìn chăm chú lên vị kế tiếp từ đây đi qua người. Lý Thanh nhìn phía xa chàng cảnh sắc mặt bình tĩnh. Tại cái này thiên lôi bên trong bí cảnh, loại chuyện này cơ hồ là trạng thái bình thường. Từ chiến đấu xem ra cơ hồ có thể chắc chắn là thú linh tông tu sĩ ở đây, bày mai phục. Đồng thời có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy. Chỉ có thể là thú linh tông thủ đoạn, hắn quay đầu lại chậm chậm bắt đầu khôi phục trong cơ thể mình pháp lực. Phía trước chỗ kia mai phục chi địa chắc chắn là cần tránh đi. Vạn nhất bên trong tu sĩ đông đảo, hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hôm sau trời vừa sáng, đón chiếu vào thiên lôi bí cảnh tia nắng đầu tiên, Lý Thanh tiếp tục hướng về bên trong tiến phát. Dưới mắt khoảng cách khu vực nồng cốt dẫn lôi đảo đã cách biệt không xa, linh chu trên mặt biển vạch ra từng cơn sóng gợn, đi vòng trước mặt hai tòa hòn đảo. Thiên lôi bí cảnh trong vùng biển dẫn lôi đảo chỗ hải vực cùng chung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này mặt biển lộ ra thanh tịnh trong suốt, tựa như một quả bích lục bảo thạch khảm nạm trên vùng hải vực này. Sau 3 canh giờ, Lý Thanh xuất hiện tại dẫn lôi đảo trong vùng biển. Đến khu này trong vùng biển cũng không còn có thể che chắn chỗ. Vùng biển này bên trong hết thảy chỉ có 24 dẫn lôi đảo. Bọn chúng giống như là đại trận trận nhãn, ở mảnh này trong vùng biển có thể di động tìm kiếm lôi đình. Lý Thanh hồi tưởng một chút liên quan tới thiên lôi dịch tin tức kỹ càng ghi chép. Mỗi một cái dẫn lôi đảo phía trên đều bố trí có 4 cái dẫn lôi bàn, thiên lôi dịch chính là tồn tại ở dẫn lôi bàn bên trong mặt. Trừ cái đó ra còn có một cái cần thiết phải chú ý chỗ. Dẫn lôi đảo phía trên cũng không phải có thể tùy ý tiến vào. Dẫn lôi đảo chung quanh thường xuyên có lôi bạo hiện tượng, căn cứ vào tông môn ghi chép, cách mỗi 7 ngày trên dưới, lôi bạo đều biết tiêu thất. Lúc này mới có thể là tốt đẹp tiến vào bên trong thời cơ. Lôi bạo sau khi biến mất, bên trong lôi đình đại trận cũng sẽ hướng tới bình ổn. Dẫn lôi đảo di động cũng không phải di chuyển nhanh chóng, mà là chậm rãi ở mảnh này trong vùng biển vận động. Tông môn cấp cho trong ngọc giản, cũng ghi lại một chút đại khái có thể xuất hiện dẫn lôi đảo vị trí. Mộc gia trong ngọc giản ghi lại càng thêm kỹ càng một chút. Dẫn lôi đảo vị trí chỉ cần là có thể tìm được một cái, còn lại liền tốt tìm. Dù sao dẫn lôi đảo di động vẫn có quy luật có thể tìm ra tìm, được vị trí thứ nhất sau đó có thể phỏng đoán còn, lại dẫn lôi đảo đại khái vị trí. Phương hướng Tây Bắc, tới gần vị trí giữa Lý Thanh nhìn một chút, trực tiếp lựa chọn một cái cách mình gần nhất có thể xuất hiện dẫn lôi đảo, vị trí chạy tới. Mấy canh giờ sau đó, Lý Thanh cau mày nhìn bốn phía. Phương vị này,
vậy mà không nhìn thấy dẫn lôi đảo, xem ra là lại xảy ra biến hóa mới. Hắn đành phải tiếp tục hướng về một phương hướng tiếp tục đi tới. Hai canh giờ sau đó, tại tầm mắt của hắn bên trong cuối cùng thấy được một cái bóng đen. Lý Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là chính mình vận khí không tệ. Đã vậy còn quá nhanh gặp thứ nhất dẫn lôi đảo. Hòn đảo tại tầm mắt bên trong từ từ lớn lên. Cuối cùng Lý Thanh mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường cái này thượng cổ tông môn. Dẫn lôi đảo lại là một tòa hòn đảo cỡ trung. Từ Lý Thanh cái phương hướng này, đến xem cùng hắn phía trước thấy qua hòn đảo không còn hai dạng. Có thể lấy loại này hòn đảo xem như trận nhãn, có thể thấy được cái này tông môn kinh khủng, hắn âm thầm thầm nghĩ. Liền xem như khủng bố như thế tông môn tại năm tháng dài rằng giặc phía dưới cũng là không còn tồn tại. Có thể ngăn cản được thời gian rội rửa chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân thân thể mới có thể ngăn cản. Không thành tiên, cuối cùng thành khoảng không. Lý Thanh thu hồi trong tay Linh Chu, hướng về dẫn lôi đảo chạy tới. Không lâu sau đó, dẫn lôi đảo một bộ phận toàn cảnh cũng xuất hiện ở Lý Thanh trong mắt. Hòn đảo này nhìn cùng thông thường hòn đảo không có khác biệt lớn. Nghĩ đến hẳn là dẫn lôi bàn bố trí tại trong đảo khu vực hạch tâm. Theo hắn cách dẫn lôi đảo nguyên lai càng gần, chung quanh lôi đình chi lực cũng bắt đầu càng nồng đậm. Cảm thụ được chung quanh đậm đà sức mạnh sấm sét, Lý Thanh đều hận không thể ở đây tu luyện lôi linh quyết. Không chỉ riêng này cái ý nghĩ rõ ràng không quá thực tế. Bên trong bí cảnh chỉ có một tháng thời gian, ai cũng không biết qua thời hạn này sau đó, trong này sẽ phát sinh sự tình gì. Lý Thanh đi tới sau đó phát hiện, xung quanh đảo trải rộng một chút lôi đình tạo thành trở ngại. Xung quanh đảo một vòng thỉnh thoảng có kinh khủng lôi đình chi lực kinh hoàng xuống. Xem ra là thời gian không khéo, chung quanh lôi bạo còn không có tiêu thất. Hắn đành phải đứng tại chỗ chờ. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác chung quanh dường như là có chút động tĩnh. Trong tay Lý Thanh pháp quyết vừa bấm, trực tiếp một đạo pháp lực màu xanh lam bao khỏa trốn vào dưới mặt biển. Lúc này hắn phảng phất là cùng nước biển hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Bình thường tu sĩ cũng có thể căn cứ thể nội pháp lực tạo dựng hộ thuẫn, tiến vào dưới mặt biển. Bất quá dạng này tới nói, pháp lực tiêu hao sẽ tăng thêm, trừ phi là vì che giấu mình. Số đông tu sĩ sẽ không lựa chọn tại hải vực phía dưới gấp rút lên đường. Nơi xa hai vệt độn quang xuất hiện. Độn quang tán đi, bên trong lộ ra hai vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Một người trong đó hình thể cường tráng, sắc mặt hung ác, một người khác hình thể nhỏ gầy, tướng mạo hèn mọn. Hai người đến nơi này sau đó, lập tức cảnh giác hướng về bốn phía xem xét. Sau một lúc lâu, nhìn thấy chung quanh không có động tĩnh gì sau đó, hai người mới xem như buông ra cảnh giác. Vạn Tư sư huynh, xem ra hai người chúng ta vận khí không tệ. Vừa mới đến nơi đây vậy mà liền phát hiện tòa này dẫn lôi đảo, tên là Vạn Tư hình thể tu sĩ to con nhẹ nhõm gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tư Đông sư đệ, chúng ta vẫn là dành thời gian dưới mặt có chung quanh lôi bạo, ngược lại là có thể cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian, chúng ta vẫn là cầm tới thiên lôi dịch nói những thứ này nữa, Vạn Tư nói nghiêm túc. Sư huynh nói, là ha ha, đoán chừng phát hiện tòa này dẫn lôi đảo tu sĩ đợi đến lôi bạo tiêu trừ sau đó, phát hiện bên trong cũng không có thiên lôi dịch tồn tại, không biết lúc lại là điều tình gì. Nói đến đây Lý Tư Đông lộ ra một hồi âm hiểm cười. Sau đó hai người nhanh chóng hướng về trên đảo lôi bạo khu vực chạy tới. Lý Thanh ở phía xa thấy cảnh này mặt lộ vẻ không hiểu. Chung quanh lôi bạo khu vực trong lôi đình chi lực uy lực cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình, thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện càng là xuất quỷ nhập thần khó mà đoán trước. Lý Thanh cẩn thận nhìn phía xa thủ đoạn của hai người. Đột nhiên trên thân hai người xuất hiện một chút Lý Thanh quen thuộc màu tím hồ quang điện. Lôi linh quyết, Lý Thanh trong lòng hoảng sợ nói. Chương 135 khó bề phân biệt. Lý Thanh trong lòng xuất hiện chấn động kịch liệt. Loại này đột nhiên xuất hiện phát hiện để cho hắn kinh ngay tại chỗ, hắn cưỡng ép bình phục nội tâm của mình. Bây giờ Lý Thanh vị trí cách bọn họ không xa, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị phát hiện. Lôi linh quyết tại sao lại xuất hiện trên người bọn hắn? Lý Thanh bây giờ còn là khó mà tin được chuyện này. Hắn lần nữa cẩn thận quan sát một chút, thân thể hai người chung quanh tán phát lôi đình, chi lực vận chuyển phương thức chính là cùng hắn tu luyện lôi linh quyết. Không có sai biệt. Bất quá so sánh Lý Thanh, bọn hắn bộc lộ ra ngoài lôi đình chi lực muốn yếu ớt rất nhiều, nhìn cũng không đủ thuần túy. Lôi linh quyết cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới một tầng trung kỳ dáng vẻ, Lý Thanh bắt đầu cẩn thận quan sát hai người tình huống. Chuyện này đối với hắn rung động cực lớn, hắn vốn cho rằng, chỉ có chính mình biết được lôi linh quyết vậy mà xuất hiện ở trên người những người khác. Càng thêm mấu chốt chính là Lý Thanh cẩn thận nhìn một chút, phát hiện hai người này chính là Thiên Thủy Ngự Linh Tông ngoại môn đệ tử. Phía trước hai người những thứ khác ăn mặc Lý Thanh trong lúc nhất thời nhìn không ra. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, mới phát hiện hai người này lại chính là lúc đó cùng lúc xuất phát thiên lôi, bí cảnh người đồng hành. Bất quá Lý Thanh đối bọn hắn ấn tượng ngược lại là không đậm. Không đúng, chính là tính toán tu luyện lôi linh quyết đến trung kỳ, cũng không đến nỗi lôi đình chi lực nhỏ yếu như vậy. Lý Thanh đột nhiên phát hiện,
Trên thân hai người vận chuyển lôi đình chi lực 10 phần mỏng manh, nhìn kỹ lại, phát hiện lôi linh quyết vận chuyển vẫn là cùng hắn tu luyện lôi linh quyết có khác biệt. Thế nào thấy giống như là phiên bản đơn giản hóa, Lý Thanh âm thầm nghĩ. Hắn phát hiện mấy cái mấu chốt linh khiếu lôi đình chi lực xuất hiện vị trí, trên người đối phương đều chưa từng xuất hiện. Còn lại ngược lại là cùng hắn tu luyện lôi linh quyết không có sai biệt. Bây giờ Lý Thanh cảm thấy mình tu luyện lôi linh quyết chuyện này, càng ngày càng không đơn giản, ở trong đó khẳng định có chính mình không biết sự tình. Lý Thanh nhìn qua hai người ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Dưới mắt ngược lại là có thể từ trong miệng hai người biết được một chút tin tức. Hắn không có lập tức động thủ, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là như thế nào vượt qua lôi bạo khu vực. Chỉ thấy hai người, tại lôi đình chi lực bao khỏa phía dưới bắt đầu hướng bên trong tiến phát, oanh, oanh, cho dù là khoảng cách rất xa Lý Thanh, cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vị kia to con tu sĩ đột nhiên đem thân hình hướng về bên trái di động mấy bước, oanh, một cái lôi đình lập tức xuất hiện ở hắn vị trí cũ. Lý Thanh mặt không thay đổi tiếp tục quan sát. Chỉ chốc lát công phu, hai người liên tục né tránh mấy lần lôi đình công kích. Hơn nữa mỗi một lần đều rất trùng hợp, cũng là bọn hắn vừa rời đi vị trí cũ, cái chỗ kia liền xuất hiện lôi đình. Hồ Lý Thanh hít thở sâu một chút. Không nghĩ tới lôi linh quyết vậy mà có thể cảm giác được lôi bạo khu vực trong lôi đình, xuất hiện vị trí. Hắn mới cẩn thận quan sát mấy lần, mỗi một lần lôi đình xuất hiện thời điểm, lôi linh quyết chung quanh sức mạnh đều biết nhảy lên một chút. Cứ như vậy trước đây, hai vị tu sĩ nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Lý Thanh. Nhìn xem đối diện dễ dàng tiến nhập dẫn lôi đảo, Lý Thanh trong lòng một hồi hưng phấn, hai người bọn họ có thể tiến vào, cái kia lôi linh quyết một tầng đã tu luyện đến đại viên mãn, tự nhiên cũng là có thể tiến vào bên trong. Còn có càng quan trọng hơn một điểm chính là, chuyện lần này liền mang ý nghĩa, Lý Thanh không cần lại chờ đợi lôi bạo tiêu trừ. Chỉ cần là tìm được dẫn lôi đảo, hắn liền có thể cướp đoạt tiên cơ. Sau một lúc lâu sau đó, nhìn thấy thân ảnh của hai người triệt để biến mất. Lý Thanh nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Hắn muốn dọc theo hai người đi tới phương hướng đuổi theo mà đi. Chuyến này chẳng những là cầm tới thiên lôi dịch, càng quan trọng chính là biết rõ ràng trên thân hai người tồn tại bí mật. Sau một lát, Lý Thanh xuất hiện tại đến xung quanh đảo lôi bạo khu vực. Dẫn lôi đảo chung quanh, màu tím cự màn bên trong, thỉnh thoảng có sấm sét màu tím hiện ra. Phanh, phanh, từng đạo lôi đình hướng xuống đất phía dưới đập nện không ngừng. Mỗi một lần công kích, mặt đất tất cả sẽ xuất hiện một cái hố sâu. Lý Thanh hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Tùy thời phía trước hai vị kia tu sĩ đã là ví dụ sống sờ sờ, bọn hắn có thể an toàn tiến vào dẫn lôi đảo. Khi chính hắn tự mình dự định thử thời khắc vẫn có một ít khẩn trương. Chỉ cần là bị bên trong lôi đình đánh trúng một lần, dù là có lôi linh quyết hộ thân đoán chừng cũng sẽ trọng thương, nếu như không cẩn thận dẫn, tới nhiều lần đả kích thậm chí có khả năng gặp phải uy hiếp tính mạng. Lốp bốp, sấm sét màu tím đã từ từ đem Lý Thanh thân thể bao trùm. Hắn bắt đầu cẩn thận nếm thử từ từ tiến vào lôi bạo khu vực. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi xảy ra vấn đề, chính mình lập tức rút lui, khi hắn một bước tiến vào lôi bạo khu vực sau đó, liền cảm thấy vô số thật nhỏ lôi đình chi lực từ từ bám vào bề mặt cơ thể hắn phía trên. Từng đạo tử mang hướng về hắn bao trùm tới. Ánh mắt lộ ra của hắn vẻ khiếp sợ. Lý Thanh tiếp tục nhẹ nhàng hướng phía trước đi vài bước, lúc này thân hình của hắn đột nhiên hướng về bên trái nhanh chóng thoáng qua. Phanh, một đạo sét đánh chi lực xuất hiện tại hắn vị trí cũ. Quả nhiên Lý Thanh âm thầm nghĩ. Hắn hiện tại trong lòng đã xác định lôi linh quyết bộ công pháp kia tuyệt đối, cùng cái này thiên lôi bên trong bí cảnh tông môn có thoát không ra quan hệ. Hắn bây giờ vận chuyển công pháp tiến vào lôi bạo khu vực sau đó, có thể cảm giác rõ ràng đến đại trận này bên trong lôi đình chi lực biến hóa. Lôi linh quyết sức mạnh cùng đại trận sức mạnh bên trong, ẩn ẩn có loại cảm giác hòa hợp gắn bó. Liền xem như hai vị kia tiến vào tu sĩ tu luyện khả năng là lôi linh quyết, phiên bản đơn giản hóa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đại trận sức mạnh sấm sét, từ đó có thể tránh né lôi bạo khu vực lôi đình đập nện. Dưới mắt biết rõ ràng sau chuyện này, Lý Thanh cũng sẽ không do dự nhanh chóng hướng về bên trong chạy tới. Lôi bạo khu vực phạm vi bao trùm chỉ có hòn đảo xung quanh 2 km trên dưới. Lý Thanh trong chốc lát liền đã đi ra cái này khu vực nguy hiểm. Tiến vào đảo sau đó, Lý Thanh hướng về mặt trong đảo nhìn lại. Hòn đảo 4 cái phương vị, mỗi một chỗ đều đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn dựng thẳng cao phong. Màu tím hình trụ tròn cao phong giống như là 4 cái cực lớn cây cột, vững vàng chống đỡ trên bầu trời đông đúc mây đen. Thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo cực lớn lôi điện, từ không trung bổ về phía màu tím hình trụ. Màu tím hình trụ cao phong từ lù lù bất động, an ổn sừng sững tại chỗ. Lý Thanh quan sát một chút bốn phía, tiếp đó nhanh chóng hướng về cách mình gần nhất tử phong vọt tới. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, phía trước tiến vào hai vị kia tu sĩ chắc chắn cũng là tại cái phương hướng này. Hắn cẩn thận thu liễm một chút khí tức của mình, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới.
khoảng cách màu tím hình trụ càng gần, chung quanh lôi đình uy áp thì càng kinh khủng. Lý Thanh đối với những thứ này ngược lại là không có cảm giác gì, hắn rất hưởng thụ loại này, chung quanh sức mạnh sấm sét tràn vào trong cơ thể mình cảm giác. Sư huynh, phía trước cái này chính là dẫn lôi mâm a, Tư Đông một mặt hưng phấn nhìn về phía trước nói. Vạn Tưởng Nhớ cũng là thần tình kích động nhìn chằm chằm phía trước. Màu tím hình trụ giữa sườn núi vị trí xuất hiện một cái đột xuất sân khấu. Trên sân khấu xuất hiện một cái từ cực lớn ngọc thạch điêu khắc vòng tròn hình vật phẩm. Từ phía dưới nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy dẫn lôi trong mâm mặt thường xuyên có hồ quang điện xuất hiện. Lý Thanh thân ảnh bất chi bất giác đã tới hậu phương.